da cổ. Chào chị Lê Thị Mai Thi nha. Chào Thiên Duyên. Mấy chế ơi, cách mấy ngày mấy chế có nhớ em không? Có nhớ em không nè? Chào chị Bùi Thị Cầm Giang nha. Chào chị Giang Phạm nha. Mấy chế ơi, vô đi. Chế nào lên rồi thì vô live stream liền nha mấy chế. Chế nào lên rồi thì vô live stream liền nha. Hello. Xe live stream nhận quà nè mấy chị ơi. Xe live stream nhận quà nha. Chào Đỗ Huyền nè. Chào Hà Thương Mai nè. Vô đi Hà Thương Mai ơi. Mấy chế nào vô rồi xe live stream giúp em nha. Xe live stream giúp em mấy chế ha. Chấm một chấm. Chấm một chấm giúp em ha. Chế nào mà chia sẻ rồi thì nhớ là báo em là đã chia sẻ nha. Chế nào chia sẻ rồi á thì điểm danh đã chia sẻ giúp em tặng quà luôn. Hôm nay tặng quà bất chấp. Tặng chế nước dây mà không gửi. Ủa vậy hả? Và để em gửi được đơn sau cho Lê Miền Mai Thi nha. Chắc là bị sót đó. Chắc là nhân viên em sót á. Chào HT Hạnh Ngân. Chào chị Bảo Trâm nè. Hello hello. Vô like đi mấy chị ơi. Vô like lâu lắm rồi mới gặp nhau nè. Đi chơi mấy hôm rồi giờ mới về nè. Chào Phan Nguyên ha. Chào chị Mai. Chào chị Mai Trinh nè. Mấy chị ơi, chị nào vô rồi á thì chấm cho em biết là mình vô live stream rồi. Và nhớ là chia sẻ live stream giúp em nha. Nhớ là share live stream liền đó mấy chị ha. Chào Phương, chào trẻ chim to. Chị nào vô rồi nhớ share live stream với chị nha. Chị nào vô rồi nhớ share live stream nha. Ồ, chưa có lượt chia sẻ nào luôn. Hello, hello Lâm. Chị nào lên rồi chào em các con nào. Chào em cái nào chấm chấm chào em cái nào. Rồi chào Kim Tiền ha. Nhớ share like nha mấy chị ơi. Nhớ chia sẻ live stream nha. Share live stream nhận quà ha mấy chị ha. Share live stream nhận quà nha. Lên cho em 200 view đi mấy chị. Mấy chị ơi chia sẻ mạnh tay lên 200 view đi. 200 view tặng liên tiếp 3 món quà luôn. Tặng liên tiếp luôn ha. Tặng liên tiếp nhiều món quà luôn chứ không phải ba nữa ha. Nhớ là share giúp em 2 lần trang cá nhân và chia sẻ 3 lần, ít nhất 3 lần hội nhóm giúp em. Chào chị Kim To nhớ em không chị? Nhớ em không? Chào Bùi Thị Cầm Giang. Chào Cúc Phạm nha, chào Cúc Phạm. Có test thử. Ây à, hết phiên rồi à. Chào Lan Thanh nha. Chào Thắng Nguyễn, chào Út Loan nè. Chào Nguyễn Hiếu Sương. Trời ơi mấy chị ơi vô xe đi. Vô xe cho em, mọi người xe giúp em 2 lần cho cá nhân và xe 3 lần của nhóm nha. Xe 2 lần cho cá nhân và 3 lần của nhóm em tặng quà nha. Chị ơi chị nào chia sẻ rồi nhớ điểm danh là đã chia sẻ giúp em nha. Này con ghế đẹp. Ủa ghế này lâu lắm rồi hôm nay ngồi lại á chị ơi. Nhớ nhớ à. Rồi có bà. Có chị Thùy Hoàng Trần rồi đã chia sẻ để cảm ơn chị nha. Chào chị Thị Thanh Quách. Mấy chị ơi vô xe live stream đi mấy chị. Vô chia sẻ live stream giúp em đi. Chào Mi Hansi nè. Chỗ hôm nay toàn gặp mấy chị yêu của em nhớ quá nhớ luôn rồi. Mới cách nhau có mấy ngày mà nhớ quá nhớ rồi. Mới xa được có 3 ngày thôi mà nhớ quá. Chịu không nổi luôn. Chào Chân Chân nè. Rồi chào chị Dương. Mấy chị ở xe đi mấy chị. Chị nằm không xe hội nhóm được thì xe cho cá nhân đi cũng được ha. Xe cho cá nhân hội nhóm giúp em. Nhớ là 2 lần cho cá nhân và chia sẻ giúp em 3 lần hội nhóm. Chị nào mà bị chặn hội nhóm rồi thì xe lần cho cá nhân giúp em cũng được. Lên xe bên nắp luôn. Hôm nay lâu ngày gặp lại mình xe bên nắp luôn ha. À like hàng gì thì chắc hôm nay like lên ha. Hôm nay leo lên nè. Leo lên ha. Rồi chào chị Lý Phụ. Chào chị My Sinh nè. Chào Hoàng Tâm nha. Vô đi mấy chế ơi. Vô nhiệt tình đi. Chia sẻ rồi điểm danh đã chia sẻ mới đầu tặng quà nha. Mới đầu tặng quà nha. Chị dành cho chế nào xe live stream thôi nha. Ôi bị gì thế này. Chị nào mà không có nút chia sẻ thì nhớ là vô trang cá nhân của em nha mấy chị nha. Chị nào không có nút chia sẻ thì vô trang cá nhân của em. Nó có cái nút chia sẻ phía dưới live stream á. Mấy chị ấn chia sẻ giúp em nha. Đây, nhớ là chia sẻ live stream này mua đồ giá sốc này. Em chuẩn bị lên quà tặng nha.
Tặng chỉ tặng cái chế nào sẽ là chim thôi nha. Nhớ là chỉ tặng cái chế nào sẽ là chim thôi. Rồi được rồi, em về. Em về Đà Lạt mà lạnh quá trời lạnh luôn mấy chị ơi. Cái bộ, mấy cái bộ mà bộ bộ bông, bộ nỉ bông mà được rồi. Bán nó mà còn không xi nhê nữa. Đó, mà còn phải mặc cái mau ấm nữa. Phải bị lạnh luôn á. Mình tranh thủ sắm mau len nha. Diện cho nó đẹp. Hello, chị nhớ chị quá. Hello, Hồng Vân Trần nha. Chào chị Cúc Phạm nè. Rồi, em lên nha, em lên quà. Mấy chị ơi, tặng quà đã lâu rồi, gặp lại mình tặng quà 3 ngày rồi mới được gặp nhau nè. Rồi, tặng quà lên quà nha mấy chị ơi, chuẩn bị nha. Chị nào chia sẻ rồi, chuẩn bị nhận quà nè. Chị nào chia sẻ livestream rồi, chuẩn bị nhận quà nha. Đây, lên một em áo tặng đầu tiên, rất là dễ thương luôn. Một em áo tặng đầu tiên nha. Rất là cưng luôn ha. Áp dụng chế nào xe livestream nha. Xe livestream được nhận quà nha mấy chị ơi. Trời ơi, áo này mặc bao dễ thương luôn, cưng chưa. Hơi bị dễ thương ha, rất là dễ thương nha. Rồi chị nào ưng kem áo thỏ xinh xắn thì comment liền cho em mã là tặng 1.000 kèm số điện thoại đi, kèm với số điện thoại đầy đủ giúp em nha. Ghi mã cho em là mã tặng 1.000 nha, kèm số điện thoại đầy đủ giúp em. Rồi bắt đầu ghi nha mấy chị ơi, bắt đầu comment này, tặng 1.000 giùm em nha. Chị nhận được áo khoác đủ tuyệt vời ở ngoài trời luôn, cảm ơn chị Lê Huyền Mai Thi nha. Váy thảo mặc đẹp quá cho chị cái 45kg đi, cao mấy mấy chị Mai Trang. Thì đang quá tặng 1.000 nè, chị Lê Huyền Mai Thi tặng 1.000 nè. Mấy chị ơi nhớ tặng 1.000 kèm số điện thoại đầy đủ giúp em nha. Em sẽ tặng cho người comment lên thứ 9 đi ha. Người comment thứ 9 nha, người comment thứ 9. Tặng cho người comment thứ 9 may mắn nè. Chị Mai Trang cao mấy mấy chị yêu. Cái size em đang mặc là cỡ size ML mang được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hello Thảo nhớ em quá. Em nhớ chị Xuân Huỳnh Tuyết quá. Rồi người thứ 9 là người chị Mai Trang nha. Người comment thứ 9 là chị Mai Trang. Người comment thứ 9 là chị Mai Trang nha. Mai Trang số điện thoại là 0097 mấy chị nhá. Mai Trang ơi, share livestream giúp em chưa? Nhớ share giúp em hai lần hội nhóm và trang cá nhân nha. Em tặng quà tiếp nè. Đó, lâu mấy ngày rồi mình mới gặp lại nhau, mấy chị nhớ em nhiều không? Nhớ thì em tặng quà nha. Chỉ là nhớ em tặng quà nha. Rồi, Mai Trang này, Mai Trang là comment thứ 9, tự dưng cái comment thứ 9 cái ngừng ha. Comment thứ 9 xong cái ngừng luôn nè. Tặng nha. Tặng cho Mai Trang này. Mát rồi. Rồi Mai Trang. Anh Google ghi quà tặng cho em nè. Tặng chị Mai Trang không bao nhiêu đó, không bảy mấy đó. Rồi tặng tiếp mấy chị nha, tặng tiếp nha. Mấy chị ơi, share like mấy chị ơi. Lâu ngày lâu lên cái bây giờ tụt tiêu quá trời. Trời ơi, áo đẹp quá. Trời ơi, áo đẹp chưa. Bà chỉ bỏ chết luôn, mang chân váy đẹp cực kỳ ha. Rồi mang quần lấy kim cũng đẹp nữa. Rồi tặng tiếp em này nha chị ơi. Chị tặng cho chế nào xe livestream thôi nha. Chị tặng chế nào xe livestream kiểm tra tại chỗ luôn. Chế nào chưa chia sẻ thì lấy lại quà nha. Chị chia sẻ rồi em. Cô ơi chị Mai Trang. Ok chị Mai Trang luôn. Rồi tiếp nha chị ơi. Chuẩn bị đọc mã nè. Trời áo này xinh quá đi. Áo này dễ thương quá. Rồi comment cho em mã của nó là mã xinh quá. Kèm số điện thoại đầy đủ giúp em nha. Comment cho em mã là xinh quá. Kèm số điện thoại đầy đủ giúp em. Rồi 2-3 comment lên mấy chị ơi. Xinh quá nha, comment xinh quá kèm xin thật đủ giúp em nha. Đã chia sẻ. Rồi ok, cảm ơn chế Lê Thùy nha, đã chia sẻ nè. Rồi xinh quá kèm xin thật đủ giúp em nha. Xinh quá kèm xin thật đủ giúp em ơi. Xinh quá kèm xin thật đủ. Tặng cho người comment lên thứ 5 đi ha. Em sẽ tặng cho người comment lên thứ 5. Xinh quá kèm xin thật đủ giúp em. Tặng cho người comment thứ 5 nha. Đổi ghế hả em? Dạ, yeah, đổi ghế chứ ơi. Xinh quá kèm số điện thoại đầy đủ giúp em nhé. Xinh quá kèm số điện thoại đầy đủ giúp em. Tặng cho người comment thứ 5 này. Chị Thị Thanh Quất 1, Trúc Nguyễn 2 này. Cái này em đọc số thứ tự thôi chứ chưa có tặng nha. Lần đầu tặng em sẽ nói là xin chúc mừng. Mina là 3, Cao Tư Thảo 4. Bà Vivi là người comment thứ 5 nha. Tặng cho bà Vivi nha. Tặng cho bà Vivi này. Vivi là người may mắn. Comment thứ 5. Vivi được tặng em áo xinh đẹp này ha. Rồi hôm nay bà Vivi may mắn quá. Và Vivi chia sẻ livestream giúp chị 2 lần trang cá nhân và chia sẻ 3 lần hội nhóm chị nha. Nhớ là 3 lần hội nhóm và 2 lần trang cá nhân giúp chị nha. Rồi tặng cho Vivi luôn. Tặng cho Vivi luôn. Đây Vivi, ghi tên Vivi giúp em nha, tặng Vivi. Rồi tặng thêm một món rồi nha mấy chị ơi, tặng thêm một món rồi. Nói chung đầu like tặng nhiều lắm, mấy chị chỉ cần chia sẻ livestream thôi là thế nào chế nào cũng được hoài đó.
chế nào cũng được quà hết á, chỉ cần xe live stream bằng tay thôi là người nào cũng được nhận quà về hết á, rất là đẹp luôn nha. Nhớ là chia sẻ giúp em 2 lần cho cá nhân và share giúp em 3 lần hội nhóm nha. Mấy chị ơi nói nhanh có nghe được không, lâu mấy ngày không được nói bây giờ nói buồn quá mấy chị. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, thằng tiếp này comment giúp cho em là mã 10.000 đi, mã 10.000 kèm số điện thoại đầy đủ giúp em nha. Mã là 10.000 kèm số điện thoại đầy đủ đó, nói giọng chuẩn. Mã 10.000 nha mấy chị ơi, tặng cho người comment lên đầu tiên luôn, tặng cho người comment mã lên đầu tiên nha. Lâu quá hì trong miếng chị Liêu Phạm hả? Rồi mã 10.000 kèm số điện thoại đầy đủ cho em, tặng cho người comment đầu tiên nha. Em à? Dạ. Sao vậy? Em đâu có đổ mật khẩu đâu. Đang live stream này. Rồi 10.000 tặng cho người comment đầu tiên này. Chị comment đầu tiên là chị Thị Thanh Quất nhé. Kiểm tra Thị Thanh Quất giúp em đã chia sẻ cho ha. Thanh Quất ơi chưa chia sẻ liền giúp em chút xíu anh nha. Kiểm tra mà mấy chén nào nhận quà mà chưa có chia sẻ là bị lấy lại quà hết đó, không có gửi quà đâu nha. Rồi mấy chén nào mà có quà thì nhớ là quà kèm đơn dùm em mấy chị ha. Quà kèm đơn giúp em nha. Rồi Thị Thanh Quất, Thị Thanh Quất tặng này, tặng cho Thị Thanh Quất ha. Rồi anh Giang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chia sẻ giúp em luôn nha. Tặng cho Thị Thanh Quất luôn này, 10.000 thì Thanh Quách comment đầu tiên nha. Rồi tiếp theo mấy chị ơi, mấy chị tiếp tục chia sẻ đi, em coi được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Bây giờ là 105 lượt chia sẻ ha, mấy chị chia sẻ cho em lên 250 lượt chia sẻ ha. Tặng tiếp 2 món nữa mấy chị nha. Chia sẻ tiếp cho em 250 lượt chia sẻ nha, tặng tiếp 2 món nữa ha. Bây giờ em lên đồ rồi ha. Bây giờ lên đồ này. Rồi mấy chị ơi chia sẻ bằng tay đi, lúc nào có quà hết á. Chị nào chia sẻ người đó được quà nha. Cứ chia sẻ là được quà thôi. Đó, rất là dễ trúng quà nha em luôn, trúng quà nha em dễ lắm, chỉ cần chia sẻ sau đó là mình comment lên thôi ha. Này có like túi không em có nha, chị Vũ thì cầm nhanh lên có like túi nha. Em lên áo đen trước, hôm nay like áo đen trước nha, áo đen hôm nay em sale banh nắp luôn. Nói chung là hôm nay là hàng mới về luôn, hàng mới về luôn. Nhưng mà em sẽ bán tri ân những ngày mà em vắng mặt bù lại cho mấy chế ha, để cho mấy chế trông chờ. Rồi, tiếp nha mấy chị ơi. Đây, cái áo rất là xinh đẹp, có chóp cơ và đính ngọc như thế này luôn. Trời ơi, đẹp chưa, tay dài luôn mấy chị ơi. Cái mùa này mà mặc áo len là nhất rồi, thiệt sự. Đó, ở Sài Gòn quen rồi, lâu lâu về Đà Lạt nó lạnh quá mà mình thèm áo len lắm mấy chị, thèm lắm ha. Rồi, chị nào ok em lên cho em này, comment liền cho em ạ. Một cái mấy chị ơi, để ghim giá ha, chị nào cho em dòng ghim đi. Chị nào comment cho em một dòng ghim đi ha. Rồi ghim cho em áo len hôm nay nha, bán chân cho mấy chị 55 đi ha. Ghim cho em giá lên 55 nha mấy chị, 55k vô mùa lạnh rồi mà bán áo len chỉ có 55k thôi mấy chị ơi. Đó, áo rất là đẹp luôn mà chỉ 55k thôi ha. Rồi mấy chị nào ghim giá giúp em nha. Khi mình mua từ hai áo mấy chị ơi, hai áo mới ship nha mấy chị. Một cái em không ship đâu ha. Một cái áo len chỉ giá 55k thôi em không ship đâu mấy chị. Nhớ là mua từ hai cái giùm em nha. Rồi chị nào cho em một dòng bình lụa là để em ghim nha mấy chị. Rồi cho Thủy Tiên mã 1 này, Thủy Tiên 839 mã 1 này, 55k này. Thủy Tiên 55k này. Thủy Tiên ha. Thủy Tiên 55k. Rồi chị Thủy Tiên nha, 839 55k nha. Rồi Thủy Tiên mã 1 55k. Tiếp đây mấy chị ơi, áo len 55k. Ok, cảm ơn Hoàng Hảo nha. Cảm ơn Hoàng Hảo luôn. Chân váy có màu đen không chị? Xóa nhì, không có xóa nhì ơi, chân váy thì không có bán. Chân váy thì chân váy thì có bán nhưng mà nó là ít lắm, không có nhiều. Chỉ có vài chiếc cho mấy da thôi. Chỉ có vài chiếc thôi ha. Chút xíu nó có gì em lên bán sau. Chị nào ưng thì cứ comment lên cho em. Rồi màu đầm nè mấy chị ơi, cái đầm này xinh lắm nè. Đó, cái đầm này dễ thương chưa? Cái đầm này là len, cái này là dạng len của nó là len gân nha. Cái đầm này len gân, bán cho mấy chị. Ở cái đầm này 50k ha. Chị nào lấy đầm này comment mã 50 giúp em nè. Cái đầm này đầm len gân nha. Đó 50k luôn. Chị nào lấy chốt 50 cho em, comment mã 50 giùm em nha. Chắc mã 50 lên. Chắc mã 50 lên chốt hàng luôn ha. Rồi mã 50 nè. 50k. Còn ngồi xa chút để xem trọn vẹn hơn Thảo. Ngồi xa chút không thấy đường chốt hàng chứ, đợi em xíu để tí anh Giang chốt hàng để ngồi xa với chị ha. Chị một cái trong váy size S hoặc size M nha Thảo Mai Trang. Ok chị Mai Trang, em cho chị Mai Trang trong cái da này đẹp lắm. Đẹp xỉu luôn á. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, em chỉ ship từ hai cái nha. Rồi mã 50-50k này. Mã 50-50k nha, chị nào lấy comment lên cho em nha. Nào lấy comment lên, lấy comment lên liền nha mấy chị ơi. Có cả đầm len nữa mấy chị ơi, có cả đầm len nữa ha. Áo bộ chị nhận đồ đẹp
tây một màu khác nhau hả? Áo bồ hả? Chị ơi chụp hình lại cho em. Nếu mà lộ chụp hình lại cho em nha. Chụp lại với mút liền, em giải quyết liền cho chị đồ trả luôn chị ha, yên tâm. Rồi có chụp hình với mút liền cho em nha. Mùi tay một màu khác nhau hơi là lạ. Chụp lại cho em nha. Rồi mẫu này, chị đang mẫu này. Comment đi giúp em nè. Quá xinh luôn cái đầm này ha chị ơi. 60k. À cái đó 50k, cái đó mạng 50 luôn. 50 cho chị Thủy Tiên 839. 50 cho Thủy Tiên 839 nha. Rồi cái đầm len. Cái đầm len 60k. Chị nào ưng đầm len chát cho em ạ. À. Còn đó là mặt đầm len nha chị. Chát mặt đầm len cho em ha, xuống nha. Đầm len này 60 cân đổ về ok luôn. Chị nào ưng đầm len chát đầm len cho em nha. Chát đầm len lên 60k. Comment đầm len chát đầm len lên 60k nha. Đầm len 60k quá đẹp luôn. Chất len thôi thì đẹp luôn á. Có chân váy. Có chân váy riêng không chị? Không bom bom bé ơi, không có nha. Chân váy đang mặc còn không? À, chân váy em đang mặc chị nào lấy chắc, chị nào comment cho em mặc của nó mặc 10 đi. Chị nào lấy chân váy đang mặc comment mặc 10 cho em nhé. Chân váy đang mặc là size M hả mấy chị ơi. Size M này là tầm 1m6 50 cân nha. 1m6 50 cân. Chị nào lấy comment cho em mặc 10 đi. 1m6 50 cân ha. 1m6 50 cân mấy chị nha. Chị nào ưng chắc mặc 10 cho em. Mặc 10 nha, mặc 10. Comment mặc 10 giúp em nha. Mặc 10 ha mấy chị ơi. Mấy chị ơi, comment chia sẻ bàn tay lên giúp em mấy chị. Hôm nay xem bánh nóc áp dụng chế năng xe live stream ha. Rồi màu đen cực đẹp lắm. Trời ơi luôn chưa. Ở đây quá xịn luôn ha. Rồi chị đơn mẫu này comment liền cho em mã của nó là mã số 6 nha. Đây, trời ơi xinh chưa. Quá xinh luôn ha. Rồi mã 6 cho em. Rồi mã 6 luôn, có một chiếc thôi. Xuống nha, mã 6. Comment mã 6 luôn nha. Mã 10M cho chị Mai Trang. Mã 10M cho Mai Trang nha. Mã 10M cho Mai Trang. Rồi mã số 6 này. Mã số 6 giúp em này. Mã 6 này. Cầm bên mã 6 này giúp em. Mã 6 nha chị ơi. Đen đi nha. Mùa này mà đen còn có 55k là em nói thật sự á. Nhà em là bán đen rẻ nhất luôn á. Mùa này là vô mùa rồi, áo đen không còn rẻ về đâu. Chân váy có quần trong không? Có nha, nhưng mà em hết rồi chị ơi. Giờ em chỉ còn cái chân váy này hình như còn còn bao nhiêu tiền? À thôi, chân váy để bán sau đi. Chân váy hả? Chân váy này 60k. Chân váy da 60k. Rồi chị Mai Trang. Rồi em áo len xinh đẹp luôn mấy chị. Len tay dài đồng hòa mấy chị nhá. Len tay dài ha. Rồi chị nào ưng cái len này comment đi giúp em này. Trời xinh chưa? Quá xinh luôn. 55k. Cầm len dài dài đồng hòa mấy chị. Rồi comment cho em mà của nó là mạng 11 nha. Chắc mạng 11 giúp em. Số 6 nha. Bé bông bông cho em xin lại số điện thoại nha em ơi. Cho anh số điện thoại nào mà gọi được đấy nha. Không đi chưa để cái thằng mà không gọi được là anh chốt hàng được nha. Đợt trước thì anh có bỏ một đơn của em rồi. Có xả một đơn của bé bồng bông rồi. Có xả một đơn của bé bồng bông rồi ha. Tại vì bé bồng bông là gọi điện không may á. Cái này bao nhiêu? Bao nhiêu tiền? Giá bằng nhau hết 55k. Cái nào khác giá em báo em ghi lên cho bịch cho. 11 cho Dương Ngọc Thúy. Xuất 6. Dễ thương quá à. 11 cho Dương Ngọc Thúy. Cái này mặc bao ấm mấy chị nhá. Cái này mặc bao ấm luôn, vô mùa mặc bao ấm. Mấy chị ơi xem bàn tay lên lên nè. Số 6 cho bồng bông bé nha. Bé bồng bông nha. Bé bồng bông nhớ cho em là số điện thoại là gọi được em nha. Bé bồng bông cho chị là số điện thoại đi nè. Hôm vừa xào một đơn của nàng. Tại vì gọi hoài cũng được đó. Gọi hoài cũng có được, không có cách nào mà giao hàng cho nàng được. Rồi mẫu này nha chị ơi. Cổ của nó cổ tim sâu ha mấy chị. Cái này mấy chị mặc áo hai dây bên trong. Cực kỳ modern, nhạc rock top ha. Rất là dễ thương luôn. Cực kỳ cân. Rồi chị đơn mẫu này comment đi giúp em là mã của nó là mã số 9 nha. Chắc mã 9 lên liền giúp em. Mét 6 54 cân đổ về ok. Dày dặn ấm áp. Cực kỳ dễ thương và modern ha. Rồi chắc comment mã 9 lên giúp em. Mã 9 55k luôn mấy chị. Mã 9 55k luôn. Comment mã 9 lên giúp em. Rồi màu áo đang mặc nha chị ơi. Áo đang mặc mà chính cho ai? Cho Liên Phạm, chính cho Liên Phạm nha. Áo len đang mặc, màu em đang mặc nha. Chị đầu ôm comment lên liền cho em mã 15. Mã 15 với chị ha. Mã 15. Mã 15 giúp em. Comment mã 15 giúp em ha. Chính cho Liên Phạm này. Chính cho chị Liên Phạm hết chính rồi. Chính công việc của mình chị Liên Phạm thôi. Rồi mấy chị vô live stream chia sẻ live stream giúp em hai lần cho cá nhân và hội nhóm nha. Cho coi lại đầm len ok chứ Long Phương, đợi một xíu nha Long Phương ơi. Long Phương đợi một xíu em quay lại đầm len nha. Rồi mấy chị ơi, chị nào lấy mẫu đang mặc comment mã 15 giúp em nha. Mã 15 rất là dễ thương luôn. Đó, chị có 55k, vô mùa rồi máu đen chị có 55k thôi á. Vô mùa rồi máu đen chị có 55k thôi. Dồn đơn với bộ đồ hôm trước cho chị nhé em. Liên Thẳng ok chị luôn. Ok chị luôn ha, Liên Thẳng ha.
Rồi, chia sẻ bàn tay với Thế ơi, xem bàn tay giúp em nha. Quá dễ thương luôn ha, quá dễ thương luôn. Chúc nguyện mã 19, 19 đến hết rồi chị ơi. Rồi mã 15 cho Trần Ngọc Thùy này, khách mới này. 15 của Trần Ngọc Thùy khách mới này. Anh chắc hãy chúc hàng cho em nha. Mã 15 là cáo màu hồng. Sao vậy? Chạy chi vậy? Rồi nhét cái áo màu đen vô cho em ghi tên thì đem phạt cho. Nhét cái áo màu đen vô. Trần Ngọc Thùy này. Bà khách cũ chỉ kêu là dùng đơn chỉ. Rồi không biết cho chị nhé, em phải thấy uống mới đó nha. Trần Ngọc Thùy 040. Trần Ngọc Thùy khách mới nè. Trần Ngọc Thùy, chị khách mới không chị Thùy ơi? Khách mới cho em thông tin nha. Mấy chị ơi, em xin nhắc lại cái chúc hàng nha. Khách cũ vui lòng cho em 3 số đuôi kèm mã hàng nha chị nha. Còn khách mới vui lòng cho em số điện thoại đầy đủ kèm mã hàng. Cứ thấy số điện thoại đầy đủ là em mặc nhiên đó là khách mới nha mấy chị nha. Còn chế nào cứ để là 3 số đuôi tức là khách cũ, em không xin thông tin nữa. Hàng đi rồi, Hà Thảo đi rồi, Hoàng Hảo ơi. Thấy em không vậy thấy Quỳnh Nga. À, Liên Phạm khách cũ ok chị. 42 ký mặc rộng không chị? Lan Trang Hoang hoặc cái gì nhờ, chị cũng không biết rồi. Không biết gái đang hoặc cái gì nữa. Rồi nói chung là 42 ký không có rộng đâu. 42 ký chị thua em khoảng vài ký thôi. Rồi mẫu này, chị đang mẫu này comment cho em này, quá dễ thương luôn, cái chị có theo hình con mắt rất là dễ thương tay dài nha. Chị nâng cái len xinh xắn tươi tắn này comment liền giúp em là mã 20. Chốt 20 mấy chị, xuống 20 mét 655 con đủ về áo len coi dạng. Coi dạng thoải mái luôn. Rồi mét 655 con đủ về. Liên Phạm. Bao nhiêu tiền? Đồng giá. Không phải hồi giá đâu, nó đồng giá. Hồi giá. Mã 20. Mã 20 nha. 20 cho chị Liên Phạm. Cho chị Liên Phạm luôn ha. 20 chốt chị Liên Thảo luôn nè. 55k chị nha. 462 789. Ủa bị ghi nhầm thì không mất rồi. Ghi sửa lại số cho chị Liên Thảo giúp em ấy. Đồng giá cuối cùng ghi giá hôm nay cực anh giờ được kia đấy. Có đồng giá mà không còn bị ghi nhon nè. Ghi vào. Có thời gian không? Rồi tiếp cho mấy chị. Có thời gian gì đi. Rồi cái này là đằng sau lưng của nó là một cái len kiểu nha mấy chị. Một cái len đó, một cái áo len kiểu nha. Rất là dễ thương, của này là chuốt không mấy chị ha. Đó, cưng cực kỳ luôn, mặc vô rất là modern. Cái này ở trong Sài Gòn, ở trong Nam mình mang được luôn nha mấy chị. Tại vì len nó không có dày á, len của nó vừa tới thôi. Nó vừa tới thôi, giống như áo kiểu, rất là dễ thương ha. Để gần chúng chị có chất nha, cực kỳ dễ thương luôn. Rồi chị nâng mẫu này có hai màu đen và đỏ. Đen đỏ xanh, mấy chị có ba màu đen đỏ xanh. Chị nâng mẫu này có bên mặc một cái màu cho em nha. Mặc một cái màu, một xanh, một đen và một đỏ không chị ha. Một xanh, một đen và một đỏ. Đây, xanh đây. Xanh rêu không mấy chị, xanh rêu. Đỏ, đỏ này là đỏ hơi nghiêng đô nha mấy chị nha. Tại vì có nhiều khách cứ hỏi em, cứ bảo em là, ồ chị tưởng đỏ tươi. Nó trên line nó có thể là đỏ tươi không, nhưng mà một xíu. Nhưng mà đỏ này là đỏ đô mấy chị ha, chứ không phải đỏ tươi. Rồi, chị nói ông mặc một, comment mặc một cái màu cho em nha. Một cái màu. Comment mặc một cái màu giúp em này, mặc một này. Một cái màu giúp em. Mặc một ha. Một cái màu giúp em nha, một xanh, một đỏ. Một xanh, một đỏ và một đen. Một xanh, một đỏ và một đen ha. Một xanh, một bộ bịch lạnh giúp em nha. Một đỏ cho BB này. Một đỏ cho BB, một xanh và một đen này. Một đen nha. Một đỏ cho BB nha, đúng rồi nó đẹp, đây là đen nha mấy chị, đây là đen nha. Đó, đằng sau lưng của nó như vậy rất là đẹp luôn ha. Nói chung là mô đen lắm. Rồi chị đơn đỏ, chút đỏ cho em luôn. Rất là mô đen và đẹp, chỉ có 55k nè ha. 55k. Một đỏ, chị Lan Trang Hoa hả? Chị Lan Trang Hoa khách mới hả? Dục cái đó là đấy. Chị Lan Trang Hoa khách mới, khách cũ hả? Khách cũ. Lan Trang Hoa khách cũ hả chị? Khách cũ thì không cần cho thông tin ha, khách mới. Khách mới hả? Khách mới sao cho 3 số đuôi? Khách mới 3 số đuôi là không chốt hàng được đâu chị nha. Nè, anh cho em, khách mới 3 số đuôi là không chốt hàng được đâu chị nha. Lên mã nào 42 kg mặc vừa không bị rộng đi chị. Quỳnh Nga ơi, chị có phô môn thôi Quỳnh Nga ơi. 42 kg mà áo len là hiếm lắm nha. Hiếm lắm. Nói chung là nó chỉ có phô môn thì mới mặc như vậy được thôi. Tiếp, Hồ Chí Minh bao nhiêu chị? Đồng giá 25k nha Nguyễn Hiếu Ngô ơi. Đồng giá trong nội thành với ngoại thành đồng giá 25k luôn. Trường Nhà Bè, Củ Chi, Bình Chánh. Trường Nhà Bè, Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn rồi đúng không? Rồi, cái này là cánh dơi nha mấy chị. Cánh dơi. Em này em len cánh dơi, em mặc rất là sang. Em này mặc sang lắm. Đây, đó mấy chị thấy sang chưa?
Mẫu này cực kỳ dễ thương luôn, có 3 màu giúp chị nha. Mẫu này có 3 màu. Chị để ơn mẫu này comment liền giúp em, mã của nó mã số 2 kèm màu giúp em. Số 2 em có màu, màu này là màu xám, xanh đậm ha. Màu xám, màu rêu và màu nâu nha, xám rêu nâu. Xám rêu nâu. Mã 2. Cổ cao, chị nào lấy cổ cao hay là len dày hay là len dài tay á thì ngày mai giùm em nha. Vô ngày mai giùm em nha. Đây mẫu này là phong phong dài nha mấy chị ơi, phong dài nha. Đó, phong to một chút, phong dài. Màu nâu này thì nó dài hơn mấy chị, 60 cân vừa luôn nha. 60 cân vừa luôn. Đó, chị nào ơn cái mẫu này cứ comment cho em mã hai cái màu nha. Màu xám, màu nâu thì phong to 60 cân lận nha. Nhớ giùm em nha. Màu nâu và màu rêu á mấy chị, màu rêu. Nâu rêu gửi túi em luôn nha, chế Tường Vi Nguyễn. Ok, Tường Vi Nguyễn luôn. Rồi đây là rêu ha mấy chị, rêu cũng phong to luôn. Rồi chị nào ơn rêu, chút rêu cho em phong này, phong giống quần rất là dễ thương nha. Cực kỳ dễ thương luôn, chỉ có 55k một chiếc áo len thôi mấy chị ơi. Dày mà đã lắm. Đây áo len cực dày mà đã luôn. Rồi chị ơn màu nào chốt màu đỏ cho em nha. Ưng màu nào chốt màu đỏ giúp em nha. Ưng màu nào chốt màu đỏ giúp em nha. Gửi túi rồi. Áo cổ cao hay là áo cổ cao hoặc là áo dày á thì ngày mai nha. Chị nào muốn vô ngày mai cái mẫu cái form cái loại đó thì ngày mai mới về ha. Còn hôm nay là đen tay lửng lửng thôi, với lại tay cái cổ tròn tròn thôi ha. Đó kiểu như đây kiểu kiểu ở Bắc Trung Nam thì mang được hết nha mấy chị. Bắc Trung Nam mình mang được hết nha. Đây cái màu này còn đẹp nè. Màu này á thì tay dài cổ của nó là cổ khoảng 2 phân nha, cổ dễ thương quá. Của 2 phân đang mua đi. Của 2 phân cực mua đen luôn. Rồi cái cổ 2 phân này em có hai màu nha mấy chị nha, hai màu. Màu đen và màu trắng. Đây, màu đen và màu trắng cực kỳ dễ thương luôn. Mặc vô cực đẹp nha. Rồi chế nào ơi cái mẫu này chốt liền cho em mặc nó mã 5 nha mấy chị. Chốt mã 5. Comment mã 5 ha. Hello Thanh Thúy, chào Huyền Trinh này, chào chị Thanh Lương này. Rồi mấy chị ơi, chị nào đang xem nhớ là share livestream được nhiệt tình giúp em nha. Share livestream mạnh tay nha mấy chị nha. Em nhắn tin lộn, đó chị bỏ đi đăng trang hoa. Phải đăng trang hoa. Ừ, cũng chưa có chốt nữa ha, thấy ha. Rồi chị nào ủng hộ đây comment liền tay giúp em nha. Mã 5 nha. Mã 5 cho thị Thanh Quất nè. Mã 5 màu gì á thị Thanh Quất ơi, mã 5 có hai màu. 5 đen phải không? 5 đen đúng không thị Thanh Quất? 5 đen đúng không? Tại vì 5 em có hai màu á, 5 với trắng á. 5 em có màu là màu đen với màu trắng nha. Đây màu trắng đây. Màu trắng đấy nha. Đây màu trắng. Cực kỳ đẹp. Thiệt sự, hàng shop đàng hoàng mấy chị, nhìn cái tem này quá đạo luôn á, hàng shop đàng hoàng nha. Đó, chế nào ưng đen chát lên liền 5 đen cho em, chế nào ưng trắng chát 5 trắng lên cho em, chát màu em mới chốt nha mấy chị ơi. Chị nào có màu mới chốt nha. Có màu mới chốt. Rồi, 5 đen cho chị Thị Thanh Quách nè. 5 đen cho Thị Thanh Quách. 5 đen cho Thị Thanh Quách. 5 trắng cho Ngô Thị Đào. 5 trắng cho Ngô Thị Đào này. Ngô Thị Đào 5 trắng ha. Ngô Thị Đào 5 trắng này. Ngô Thị Đào 5 trắng này. 5 trắng cho Ngô Thị Đào. Có màu em mới chốt nha. Hồ Gia Tuệ chứ có màu, Hàng Trần chứ có màu. Hàng Trần 5 đen. 5 đen cho Hàng Trần. 5 đen cho Hàng Trần. Đen cho Hồ Gia Tuệ. 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 Rồi trắng cho Lê Bích Thảo luôn là hết nha. Đây trắng cho Lê Bích Thảo luôn là hết luôn nè. Hết nha mấy chị ơi, hết màu đó nha, hết màu đó. Xếp Phú Yên bao nhiêu? Ở body nó cân ký lên nó tính tiền nha chị ơi. Bông bông ơi, đen hết rồi bông bông ơi. Năm đen hết nha. Hết cái màu năm luôn rồi. Em hết màu năm luôn rồi ha. Màu năm em hết luôn rồi nha. Hôm nay lên đủ thứ luôn rồi, một cầm giang ơi. Em lên nhiều, em lên lên xong em lên giỏ nữa nha. Lên lên xong lên giỏ nữa mấy chị ha. Chỗ cái lên này là giặt thoát thôi mấy chị ơi, cực kỳ dễ thương luôn. Đây, có túi như vậy cưng lắm nha. Đứng dậy cho mấy chị coi, đó dễ thương chưa. Lên lên với lên giỏ ha mấy chị. Đó, nếu mà lên nhanh nữa còn lên đầm xếp kiểu nó mấy chị ha. Đầm xếp kiểu nó rất là dễ thương. Rồi, chị nâng mẫu này. Đó, dễ thương chưa. Trời ơi, mình mua đen luôn á, giặt khoác á mấy chị. Giặt khoác có cổ lộ mà bị bẹt vai xong rồi cái tay của nó là cánh dơi này. Có hai túi dễ thương chưa. Đó, mặc cái quần leggino mà cực kỳ dễ thương luôn. Chị đâu mẫu này chát liền cho em mặc 100 đi mấy chị ơi.
mã 100 giúp em nha, quá cưng luôn ha. Rồi comment mã 100 giúp em nha, quá dễ thương luôn. Đó, dễ thương chưa? Rồi 100 chị ơi, mã 100 kèm số điện thoại cho em 55k. Mã 100, mã 100. Comment mã 100 lên liền nha, mã 100. Đây 100. Mã 100. Mã 100 cho em. Em bé có sắp đi không chị? Không. Mẹ không có việc gì làm đúng không? Rồi mã 100. Tương tác đi. Cho nó lấy vô, cho nó năng độc vô. Để nó sử dụng. Rồi 100 chai đây. Có khoác không em lăng không? Chị hỏi khoác gì chị? Khoác lên hay sao? Có. Rồi mấy chị ơi, chia sẻ nhiệt tình giúp em với chị. Xe nhiệt tình lên 250 view em tặng quà. Hai nhắc em tặng quà mấy chị. Xe cho em 250 lần chứ. Lên 250 lần được chia sẻ rồi thì nhớ nhắc em tặng quà nha. Lên 250 lần được chia sẻ rồi thì nhắc em tặng quà cho chị nha. Mấy chị xe la nhiệt tình nha mấy chị yêu ơi. Xe la nhiệt tình giúp em nha. Rồi chị nào lấy chắc là giúp em. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, màu hồng này nha. Chị nào lấy màu hồng comment mã 6 cho em nè. Mã 6 có dễ thương luôn, mã 6 49k nha. Chị nào lấy mã 6 comment mã 6 nhanh tay lên giúp em. Mã 6 49k. Comment mã 6 lên tay giúp em nha. 49k mã 6 nha. Comment mã 6 cho em. Mã 6 49k. Áo len 49k luôn, len mới hoàn toàn mấy chị nha. Mã 6. Rồi comment mã 6 lên giúp em nha. Comment mã 6 lên giúp em luôn. Lấy 6 cát 6 lên giúp em luôn. 6 cho Nguyễn Thơ. 6 chốt cho bằng Nguyễn Thơ nha. 6 cho Nguyễn Thơ. 6 cho Nguyễn Thơ luôn ha. 6 Ngọc Huy kìa. 6 cho Nguyễn Thơ nè. Chứ Trần Ngọc Huy. Ủa, chứ Trần Ngọc Huy là cách mới hay sao? Cách mới không cho địa chỉ hả? Chưa có địa chỉ. Chị Ngọc Thùy ơi, cho em địa chỉ không, em hủy đơn cái mã đầu tiên của chị nhé. Chị nhà Ngọc Thùy cho em địa chỉ, tại chế là khách mời á, chứ chưa cho em địa chỉ em không chốt hàng tiếp với chế được đâu nha. Chưa cho địa chỉ em không chốt hàng tiếp được đâu. Nếu mà lâu có không cho địa chỉ em hủy cái đơn đầu chế đặt luôn nha. Rồi chế nào lấy cái màu xanh này, theo không mấy chị? Xanh theo con hình con chuột rất là dễ thương như vậy. Rồi cái màu này 42 cân, 40 cân đổ lên nè. 42 cân đổ lên và khoảng 50 cân đổ về mấy chị ha. Rồi chị nào ơn cái mẫu này chát lên liền cho em là mã của nó là mã số 16 nha. Comment mã 16 giúp em mấy chị ơi, mã 16 giúp em nha. Mã 16 giúp em nha mấy chị ơi. Rồi 16 giúp em mã 16. Comment 16 giúp em này, mã 16 nè. Mã 16 nha. 16 49k luôn mấy chị ơi. Đi chơi về rồi hả? Ừ chị đi về chơi về rồi Ngọc ơi. Mã 16 49k luôn nha. Comment mã 16 cho em 49k. 16 49k giúp em. 16 49k nha mấy chị ơi. Ờ mấy chị nhớ mua từ 2 sản phẩm cho lên giúp em nha mấy chị. Một sản phẩm em không ship đâu nha. Ờ chị Nga Trần lấy rêu. Lấy cái gì rêu rồi trời. Chị lấy cái kem mà. Chị lấy cái mặt 16 hả? Lấy 16 chắc 16 cho em nha. 16 không phải màu rêu đâu. 16 là cái màu xanh nha. Màu xanh giống như xanh ngọc vậy á. 16 là xanh ngọc nha. 16 chú cho chị Nga Trần nè. Nga Trần 16 nè. 16 không phải rêu nha. Chị Trần Ngọc Thùy cho địa chỉ rồi kìa. Cảm ơn Trần Ngọc Thùy nha. Chị ở đâu rồi? Bà Rịa hả? Ồ, Bà Rịa hả? Hello chị. Rồi mẫu này luôn 49k. Chốt mã vàng cho em. Mã vàng nha. Cái cổ của nó thì nó có hai cái len này nè. Cái len này len mỏng mấy chị ơi, len này len giấy nhá. Len giấy này mặc ở trong nam mấy chị ha. Đây, chị nào ngoài Bắc thì bây giờ hơi lạnh á. Cái len giấy này mặc trong nam nha mấy chị nha. Ví dụ như trong Sài Gòn em hoặc phía miền Tây hoặc là ở vùng đồng bằng như Khánh Hòa, Long Tông đó. Đó là mình mặc cái len giấy này nó mát mẻ nó dễ thương lắm nhá. Còn em mã vàng cho em 49 cao luôn. Mã vàng 49 luôn. Chắc mã vàng cho em. Thế nghe anh Trần số điện thoại nuôi 5191 cho em xin thêm địa chỉ chốt mã 16 nha chị ơi. Rồi mã vàng 49k giúp em. Mã vàng 49k. Mã vàng 49k ha. Mã vàng 49k. Chốt mã vàng giúp em. Phương Trang.
Trang này khách cũ khách mới mình chưa ơi, chứ nào khách cũ comment cho em trên ba số điện thoại nhé, mà khách mới cho em số điện thoại đầy đủ em mới chốt hàng được nha mấy chị ơi. Khách mới cho em số điện thoại đầy đủ nha mấy chị ơi. Khách mới cho số điện thoại đầy đủ nha mấy chị. Khách mới mà mấy chị chốt mình mà không là em chưa chốt hàng được đâu nha. Khách mới nhớ cho em số điện thoại đầy đủ lên. Khách cũ cho em ba số đuôi nha, cũ cho ba số đuôi. Khách cũ nhớ cho em ba số đuôi mấy chị nha. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, của màu này hơi đẹp luôn này. Cái màu len này hơi bị xuất sắc. Đây cái len này hơi bị xuất sắc luôn mấy chị nha. Mấy chị cầm len len nhanh tay lên đây, cầm len nhanh tay lên đẹp lắm. Mấy chị không mua len là phí lắm, thật sự phí lắm ha. Đây là một cái áo, phải gọi là gì ta? Ghi lê, một cái ghi lê nha mấy chị ơi, một cái ghi lê ha. Đó, cái ghi lê của cao, của Nín Ngọc luôn. Mấy chị mặc cái len này dài vô rất là dễ thương, 60 cân được về nha. Cô dạng lắm, len xịn len đẹp, mấy chị thì gần mấy chị có chiếc len nha. Thì gần có chiếc len, len xịn mà đẹp lắm mấy chị. Dạ không có bị xù lông gì đâu ha, cực kỳ xịn luôn. Đó, mặc dù cái cao len này dài bên trong cực kỳ đẹp. Rồi giá 55k, chị là ông chốt cho em mà của nó là mà số 22. Mà 22 mấy chị ơi, mà 22 chào Harry, chào Dòng Gõ nha. Mà 22 cho em, 22 cho chị Cao Thu Thảo nè. Mà 22 cho đấy. Cao Thu Thảo. Mã vàng cho chị nên mã vàng cho Vivi. Cái Phương Trang, cái Phương Trang chưa có số điện thoại, em chưa chốt được mã vàng nha. Rồi đen cho chị Cao Thu Thảo nè. Rồi đen cho Vivi. Đen cho Vivi nè. Đen cho Vivi luôn ha. Đen cho Vivi nè. Rồi chế nào lấy đen nào không? Chế nào lấy mặt 22 không? Chế nào lấy mặt 22? Chắc mặt 22 lên cái tên nha. Đó, 22 thì chỉ còn 1 chiếc thôi nè. Rồi lấy cái cục cao luôn mấy chị ơi, lấy cái cục cao luôn. Chế nào lấy 22 cầm bên 22 lên cho em nè mấy chị ơi, 22 còn 1 chiếc thôi ha. Wow, dễ thương lắm. Cái này nhìn một màu mấy chị đừng có khinh nó nha. Mặc cực kỳ dễ thương ha, dễ phối đồ nữa. Chào chị Hiền Dinh này, em nhận được tiền rồi nha chị Hiền Dinh ơi. Cực kỳ dễ thương luôn, cực kỳ dễ thương ha. Đây, cổ cao cái này nha, chỗ cái len này mặc vô hơi bị dễ thương luôn á. Chị nói để chị thấy cái áo cổ cao lắm. Không, cái này không ngắn thì chị cũng thấy mặc được. Rồi, chị nào ưng cái mẫu này comment lên liền cho em mà của nó là mã 60. Mã 60, 1m6, 55, 56 con đổ về mấy chị ha. Chị nào ưng chát mã 60 lên cho em, comment 60 lên liền cho em nha. Mã 60, 60 nha mấy chị ơi, 60, 49k. Chị nói lấy 60, comment mặt 60 cho em, mặt 60 49k nha. Chỉ có 49k được nay em nó lên rất là đẹp ha. Chắc mà 40 lên dùm em, quá đẹp luôn. Còn mặt 60 chứ, mặt 60. Mà 60, 49k. 60 giúp em. 60, 49k. 60 cho Vivi nè. 60 cho bà Vivi ha. 49k này. 60 chốt cho Vivi. Mấy chị ơi comment nhanh tay lên, mấy chị ơi đồ đẹp giả mang luôn á. Đó, vô mùa rồi mấy chị không mua lên là uổng lắm luôn á. Vô mùa rồi mà không mua lên là lạnh lắm luôn nhé. Lạnh lắm. Mà nó không có vô mùa rồi mua này mình chơi đẹp cực kỳ. Rồi em bánh nhủ không mấy chị, mọi em bánh nhủ cực kỳ dễ thương luôn. Họ mấy chị này bánh nhủ rất là dễ thương nha. Rồi gì cái tàu của nó này, trời ơi cưng quá cưng luôn. Rồi chị nào cái bánh nhủ rất là dễ thương này comment. Cái này mình làm áo kiểu được nha mấy chị, thay áo kiểu được luôn. Rồi chị nào ơn comment nhanh tay giúp em là mã này là mã số 30. Chắc 30 liền tay lên giúp em nha, mã 30. Mã 30 giúp em, comment 30 lên nhanh tay giúp em ha. Mã 30 30 nha mấy chị ơi, 30 nha. Comment 30 giúp em nha, 30 nha. Bao nhiêu chia sẻ rồi ta? 181 lượt chia sẻ thôi mấy chị ơi, chỉ còn có 70 lượt chia sẻ là em tặng quà ha. Còn 70 lượt chia sẻ nữa thôi là em tặng quà, mấy chị chia sẻ mạnh tay lên giúp em nha. 30 em chốt chị Hiền Dinh, 30 cho Vivi. 30 cho Hiền Dinh, 30 cho Vivi, 30 cho ai nữa đây nè. Mấy chị hay khách mới hay cũ ta, không thấy số điện thoại gì hết. Mỹ Hương. Mỹ Hương hay cũ. Mỹ Hương hay cũ hả? Ok, Mỹ Hương 30 luôn. Mỹ Hương 30 cho Mỹ Hương là hết 30 nha. 30 Hiền Dinh đúng không? Dạ yeah. 30, 55k đây, hiện viên cho Vivi, cho Mỹ Hương. Rồi, tiếp nha mấy chị. Rồi mẫu này rất là dễ thương ha, mấy chị cực kỳ cưng luôn. Mẫu này 49k nha. Mẫu này 49k, đây. Mẫu này rất là đẹp ha mấy chị ơi, mẫu này đẹp lắm, mẫu này. Đây, mẫu này rất là xinh luôn, mẫu này nó không bị dày đâu em. Đâu nha mấy chị ơi, nó đẹp lắm. Màu của nó hơi kem kem một chút nha. Màu nó hơi kem kem một chút, rất là dễ thương nha. Rồi 49k mấy chị, 49k.
Chị đơn chốt lên cho em mặc 49 luôn ha. Comment mặc 49 giúp em nha. Rồi 49. Chị nào đây 49 comment mặc 49 giúp em nha. 49 mặc bao đẹp luôn á. 49 mặc bao đẹp. Đó, chị nào đây 49 chắc, 49 lấy nhanh tay thôi mấy chị không hết nha. 49 mà 49 kèm số điện thoại giúp em. 49 kèm số điện thoại nha mấy chị. 49 kèm số điện thoại giúp em nha. Quỳnh Thơ này comment 30 về sau rồi. Hello, hello chị Chi Anh. 49 2 cái cho em cho Vivi kìa. 49 2 cái cho Vivi ha, 49 2 cái cho Vivi. Mấy chị ơi, xe like lên em tặng quà không chị? 49 cho Nguyễn Thơ 615. 49 cho Nguyễn Thơ 615. 49 cho Nguyễn Thơ 615 nha. Em chuyển là 49k đúng không? 49k, 49 là 49k. 49 là 49k nha. Chị nào 49 chắc là dùm em nha. Rồi màu này quá dễ thương luôn. Màu này nha chị ơi, chị nói màu này comment lên cho em 39k nha. Em áo chi lê này 39k. Em ghi lê này mấy chị mặc cái dài cho em. Hoặc là chị nào ở vùng mát mát á, mà không có bị lạnh á, thì mình mặc thành áo kiểu ha. Đó, đi chơi thể thao hay thể dục buổi sáng cực kỳ dễ thương luôn. Đó, rất là dễ thương, thì cần giống chị có chắc len ha. Chắc len như này nha. Đây sắc nắp 39k. Comment mà 39 cho em luôn. Len đẹp cực kỳ nha mấy chị. 39k mà 39 chắc mà 39 lên cho em nha, 39k. 49 chị Lâm Dung Lì ơi. Chị Lâm có màu đỏ nhưng mà kiểu khác nha chị. Chị Lâm Dung Lì ơi, cho em thêm giúp em á, là chế để là cho em thêm số điện thoại ha. Lâm Dung Lì chế là khách mời đúng không? Khách mời thì vui lòng cho em số điện thoại đầy đủ kèm với là số, kèm với địa chỉ thôi chứ ha, kèm với địa chỉ giúp em ha. Rồi chế nào lấy 39k cứ comment 39 lên giúp em nha. Comment mà 39 lên giúp em. Chị Nga Đào 39, chị Hiền Kinh 39 nè. Chị Đông 39 comment lên giúp em nha. Anh ơi, chị Nga Đào khách cũ đúng không? Đúng rồi, chị Đào Nga đó. Đào Nga hả? Rồi 39k cho chị Nga Đào nè. Rồi 39k cho chị Hiền Kinh nè. Cho Hiền Kinh là hết nè. Hiền Kinh là hết nè, 39 nè. Anh Hiền Kinh giúp em đấy. Chị trưởng Hiền Kinh giúp em đấy. Rồi tiếp cho mấy chị ơi, xe like cho mấy chị ơi, xe mạnh tay đi, xe mạnh tay đi. Áo đang mặc hả? À, áo đang mặc có bán, áo đang mặc còn 1 chiếc thôi. Áo em đang mặc chỉ còn 1 chiếc, em đang mặc thôi nha. Chị nào lấy áo đang mặc comment mặc không giúp em đi. Chị còn duy nhất 1 chiếc của team ha mấy chị, của team nha. Còn 1 chiếc 1 thôi. Chị nào ơi thì comment cho em mặc của nó đây nha, mặc không nha. Rồi em này 40 cân đổ lên và 50 cân đổ về. 40 cân đổ lên và 50 cân đổ về mét 6 nha. Lâm Dung Lì giúp cho mạng 49. Dạ. Lâm Dung Lì cho em xin thêm địa chỉ nha em ơi. Lâm Dung Lì có mạng 49 nè. Chế Lâm Dung Lì cho em thêm địa chỉ nha. Chế Lâm Dung Lì ơi. Rồi chế đâu cái đỏ này chắc trên tay 55k giúp em theo không mấy chị? Con không theo nha. Rồi comment nhanh tay giúp em nha mấy chị ơi. Comment mà đỏ. Mà đỏ nha. Comment mà đỏ. Chốt mà đỏ lên giúp em. Mà đỏ nha. Mà đỏ. Chắc mà đỏ lên cho em nha, mà đỏ quá dễ thương luôn. Đây, trời đẹp cực kỳ ha, dễ thương quá, xịn cực kỳ, lên xịn lắm nha. Lên xịn lắm, rồi mà đỏ luôn, 40 cân đổ lên và 50 cân đổ về. Mà đỏ. Mà đỏ, mà đỏ, mà đỏ. Đỏ cho Hương Hồ. Đỏ cho bà Hương Hồ một chiếc, 228 nè. Đỏ cho Hương Hồ. Tiếng Hương Hồ chúng mới nào chắc mà nói cho em nha. 55k. Chế Hương Hồ nhớ là Hương Hồ có chắc được một cái mặt đỏ nha. Đỏ cho Vivi, đỏ cho Chi Anh, đỏ cho ai được đâu. Đỏ cho Nguyễn Thơ 615. Đỏ cho Nguyễn Thơ 615. Xíu có like đầm không chỉ có nha Kim Mây. Xíu được kịp thì em like đầm nha. Còn em like cả giỏ nữa mấy chị ơi. Xíu like cả giỏ này nha. Mấy chị xem mặt tay đi mấy chị. Nãy giờ mới có trăm mấy lượt chia sẻ mấy chị ơi. Nãy giờ có trăm mấy lượt chia sẻ, hôm nay bán lại em không lợi nhuận luôn á. Mà có trăm mấy lượt chia sẻ, trời ơi, quá bèo luôn á, thật sự quá bèo luôn. Chia sẻ quá thấp luôn ha. Rồi mẫu này. Chị đâu mẫu này. Đó dễ thương lắm. Cái này mình mặc thay áo kiểu được luôn á mấy chị. Len này rất là đẹp ha, mặc thay áo kiểu được luôn nha. Mã đỏ. Đỏ hết rồi. Hết rồi. Đỏ em hết rồi. Với cái gì đang mặc? Đang mặc là mặc không? Sọc. Sọc nha mấy chị. Sọc 52 cân đổ về, 40 cân đổ lên và 52 cân đổ về. Comment sọc giúp em coi dạng thoải mái.
To nhà thoải mái nha. Đây, rồi sọc cái bên. Sọc 55k. Có đồ bộ 49 mà không được, mà không chịu. Hôm nay anh không lên đồ bộ nha em ơi. Sọc cái bên nha. Thảo Thảo đang mặc, lấy Thảo Á Thảo đang mặc comment mã không kèm kèm số điện thoại giúp em đối với khách mới nhé. Khách cũ lấy mã không thì kèm kèm cho em bao số điện thoại để em biết nha mấy chị ơi. Mà đen. À, đang mặc là mã không có một cái gì nhất nha. Chị nào lấy đen chắc mà đen cho em, mà sọc vào mã đen nha, sọc vào đen. Sọc vào đen giúp em nha. Ở 55k mấy chị ơi, chỉ có 55k thôi hả? Sọc vào đen giúp em. Có đen cho VV nè. Mã không nấm lùng này. Nấm lùng nữa không cho nấm lùng nè. Đen cho VV, đen cho Hiền Dân không? Sọc sọc cho chị Hằng Nguyễn Bảo Lộc nè. Hiền Dân nè. Đen cho Hiền Dân ha. Là còn một em đen nữa thôi. Còn một em đen rồi, chỉ nào lấy đen chát lên cho em luôn. Đó là cho chị Nhung đó. Ủa Nhung là sọc hả? Chị Nhung nào, không biết ai Nhung. Ủa chị gì, Nhung Nguyễn, Nguyễn Nhung gì? Hằng, ông quên Hằng Nguyễn chứ. Chị Hằng Nguyễn Bảo Lộc. Thế sọc. Mà không cho nấm lùng, đen cho Vivi, đen cho chị Hiền Dân. Về quê có đặc sản không? Tha ca tha, có chứ, chị Dùng Bình ơi. Mua một thùng mà chắc mắm luôn rồi chụp ở dưới quê luôn. Ờ, nhắc quê. Mua thùng mà chắc mắm xong cái quên luôn. Bị đá rồi. Rồi, tiếp nha, chị Thúy An Nguyễn là hồi này chốt cái gì mà cho em số điện thoại vậy? Thúy An Nguyễn nè. Không, đến kèm những đến chốt áo em mặc nhưng mà sau rồi. À, vậy hả? À, bị chốt sau hả? Rồi, vậy còn một cái đen nha, chị nào lấy đen, chốt mà đen lên cho em luôn. Còn một cái đen thôi nha. Chỉ còn một cái đen thôi. Chị nào lấy đen comment đen lên cho em luôn nha. Đen cho chị Hằng Nguyễn luôn nè. Đen cho chị Hằng Nguyễn Bảo Lộc luôn. Thầy Nguyễn Ngọc nha. Rồi màu này nha, chị nào lấy màu này hơi bị dễ thương nha mấy chị nha. Màu này hơi bị cưng luôn. Đây cổ lọ. Cổ lọ nó cái kiểu giống đây nó bẹt xuống như vậy, chị nó có hai màu nha. Màu này có hai màu. Màu này phọc dài nha mấy chị, phọc dài phủ mông luôn. Có hai cái túi này nó dạng nó giống như là nhặt khoác đó mấy chị. Nó giống như là cái nhặt khoác đó, rất là dễ thương ha. Màu bên ngoài nó đẹp tương lai nhiều luôn, màu đỏ. Màu này là đỏ tươi nha, đỏ tươi. Đó cưng chưa? Có hai cái túi rất là đẹp nha. Rồi chị nói cái màu này comment lên cho em là mã số 27 nha mấy chị. 27 kèm màu giúp em. 27 kèm màu nha mấy chị ơi. 27 kèm màu. 27 là có màu đỏ và màu xanh nha. 27 che, 27 dễ thương chưa? 27 55k xanh đẹp. Xanh che. 27 đúng chị, 27 kèm màu giúp em nha. Thấy Ngọc nha Ngọc ơi. Thấy Ngọc nha. Chị thấy Ngọc nha Ngọc. Hit trả lời inbox của em với Nguyễn Thị Phương. Có inbox cho chế hả? Chứ không để ý rồi nha. Tại vì nhiều inbox quá. Có gì để tí xong rồi chế đọc để chế kiếm ha. Thì chị ơi, chị là inbox qua inbox của em giúp nha. Có nick Giang Phạm. Inbox qua inbox Giang Phạm anh trả lời cho. Inbox của Thảo nó bị trôi nhanh lắm. Kiếm đuối luôn đấy. Đỏ cho VV 27 chứ. 27 đỏ cho VV, 27 đỏ cho Hiền Dinh. 27 cho Hiền Dinh. 27 đỏ cho Ngọc Hồng. 27 cho Ngọc Hồng. Ngọc Hồng cách mới hả? Ngọc Hồng vừa con á. À Ngọc Hồng vừa con, ok. Cho chế Ngọc Hồng mặc bao vừa luôn. Rồi em dễ thương em mấy chị ơi. Mùa em máu đen quá cưng luôn ha. Nhìn dễ thương chưa? Cưng quá ha. Rồi chế nào đây em cưng này. Dạ 55 mà 27 55k. Rồi em này 55k chị đơn em này comment lên liền giúp em là mà còn nó mà số 60. Chắc 60 lên lần nữa giúp em nha mấy chị. Mà 60 giùm em quá dễ thương luôn ha. Đây, tay của nó rất là cưng với chị truyền thống. Mẫu này mẫu truyền thống. Mặc phối đồ cực kỳ đẹp ha. Rồi chị nào 60 chắc 60 lên cho em luôn. 60 nha mấy chị nhá, 60. Rồi xuống 60 xuống 1 ít. 60 xuống 1 ít nha. Nếu nào 60 comment 60 lên cho em nè. 60 Hiền Dinh 60. Đâu, không mấy cái nào. 60 xuống 1 ít. Mấy cái. 60 chỉ có 2 cái thôi. 50. 60 cho Hiền Dinh, 60 cho Hằng Trần 878. Em hết 60 nha. 60 chỉ có 2 cái thôi, hết 60 rồi. Rồi mẫu này mấy chị ơi, mẫu em này em len mỏng. Em len này không phải mỏng dính luôn mấy chị ha. Mà nó là nó cũng thuộc dòng mỏng. Mặc mát, mặc hay áo kiểu. Mặc trong Nam, miền Trung và miền Nam ha mấy chị ha. Rất là dễ thương luôn. Rồi chị nói cái mẫu này chát lại liền cho em nha mấy chị. Mà sọc đi, mẫu dễ thương quá. Mặc cái này thương lắm nha, chát sọc cho em này. Xuống sọc.
sọc số lượng ít, sọc số lượng ít thì nào đấy sọc chắc sọc lên cho em nha. Em hết 60 rồi chị Kim ơi. Trời ơi, lâu mới hết chị Kim. Chị Kim ơi, xài hết kem chưa? Em gửi kem tiếp cho. Chị nào xài hết kem rồi báo em nha. Đang xài kem là mình chăm da nó để ăn Tết nha. Chị nào hết kem báo em nha. Rồi tiếp đi chị. Tiếp nha. Chị cưng luôn. Đó, tay của nó đây. Rất là dễ thương, tay dài. Mà nó có xẹn như vậy, ấn cái nút như vậy tạo điểm nhấn nha mấy chị nha. Rất là dễ thương ha. Đó, rồi cái tay của nó bầu bầu cưng lắm. Rồi chị nào ưng em này comment nhanh tay giúp em này. Mẫu này 40 cân đổ lên và 54 cân đổ về. Sọc sọc, em chốt sọc nha. Sọc. Chốt sọc đi anh. Sọc, chị Thắm Nguyên với chị Mộng Thuyền đi khách mới sao không chưa chốt được nè. Em sọc không chốt cho chị Diều Bình đôi 73 nha. Chị ơi, chị nào biết chốt hàng bên em mà là khách cũ đã chốt hàng rồi á thì comment cho em mã số kèm ba số điện thoại giống như chị Diều Bình để em chốt hàng cho chị em mới biết nha. Có nhiều chị khách cũ mà nhiều khi ít chốt hàng em không nhớ được nha, chị mấy chị thông cảm nha. Rồi chị nào có cái màu ở đen đen em đang cầm thì comment của Cao comment cho em để giá không vậy. Comment giúp em là mã của nó mà đen nha mấy chị, chốt mà đen lên giúp em là chỗ dữ luôn á. Comment đen nha, mà đen chắc mà đen lên mấy chị ơi, mà đen dễ thương cực kỳ. Comment mà đen nha, mà đen lên giúp em nha, mà đen. Đen nha mấy chế, mà đen nha, đây đen số lượng ít, đen số lượng ít luôn nha mấy chị. Đen này hả? Dạ dạ đen đó, đen số lượng ít luôn. À, một khi em muốn sáu. Chị Mộng Thiên em thấy sọc rồi chút mát sau giúp em đi chị ơi. Sọc em có một chiếc à? Sọc em có một chiếc à? Cổ cao nha mấy chị, cổ em này cổ cao nha, trời ơi dễ thương quá à. Em này cưng quá mấy chị ơi, đẹp quá, 55k một chiếc thôi. Rồi, chị nào ưng em này comment cho em mà của nó là mặt 90 nha mấy chị ơi. Mặt 90, comment 90 giúp em nha, dễ thương quá à. Đấy, 90 thì 55 cân đổ về và 42 cân đổ lên ha. Mặt 90. Mặt 90 nha, 90. Mặt 90 này, số lượng ít mấy chị ơi. 90 cho Hương Hồ đây ha. 90 chứ. Thắm Nguyễn chưa có sọc mà Thắm Nguyễn không biết cắt cũ hay cắt mới, chưa có số điện thoại, chưa có số lô điện thoại gì em chưa chốt được này. 90 cho VV này. Khách cũ ơi, mấy chị khách cũ cho em ba số lô nha. Chỗ mùa em đầm mấy chị ơi, em đầm đẹp quá à. Mùa em đầm lên bao đẹp luôn. Wow, rất là dễ luôn á. Đó, em cũng đang thèm đầm lên đầm nè. Mà có bị cân luôn, về vùng lạnh thì mình mới chợt nhận ra là trời mình mang thiếu nhiều đồ về quá. Thèm nó thèm lên dày lắm, thèm đầm lên nữa ha. Rồi chị ơi, cái đầm này giá em sale luôn á mấy chị ơi, đầm giá 89k á, đầm là giá 89k ha. Em sale luôn cho mấy chị có 65k luôn. Chị nào lấy cái đầm này cầm em mã 65 cho em luôn. 65 giúp em nha, 65k này. 55 cân đổ về và 42 cân đổ lên. 90 khoảng 90 hết rồi đúng không? 90 là gì nha? Hết rồi, anh chẳng hết. 90 em hết rồi, 65, má 65 cho Nguyễn Thơ, 615 mà 65k hả? 65k một cái. Có một cái đầm mà 65k. Ok, đầm lên xong mã 65 cho Nguyễn Thơ, 615 nè. Giống màu trắng nha mấy chị, giống màu trắng nhưng mà nó là màu xám nha. Y chang màu trắng luôn nhưng mà nó màu xám nha, đây này đẹp lắm. Đây này đẹp lắm, chẳng có xù cả. Màu nâu xám nha. Cái màu này màu nâu xám. Nó giống cái màu trắng hồi nãy á. Giống cái mảng bao nhiêu nha. Rồi chị đã có cái màu này comment cho em mà 70 đi. Giống cái màu 90 á. Nhưng mà nó là màu 70 nha, màu khác. Rồi comment mà 70 cho em. Ai không được 90 chắc 70 lên liền tay với chị thật sự đẹp. Lên thật sự đẹp. Má 70 55k nè. 70 luôn, 70 55k thật sự đẹp với chị ha, thật sự đẹp. Lên thật sự đẹp. Rồi 50. Mà gì? Mà 70. Má 70. 70 giúp em. 70 có màu đen rồi nha. 70 đen và 70 xám. Chị nào lấy 70 chát 70 đen 70 xám cho em. 70 đen và 70 xám nha. 70 đen và 70 xám. Má 70 đen và 70 xám là 70 đen cho VV nè. 70 đen cho VV nha mấy chị ơi, xe bài giúp em đi mấy chị, xe bài giúp em đi. Sao thấy lực chia sẻ kém quá, sức tùm tùm luôn, thật sự luôn á. Mấy chị xe giúp em 2 lần trang cá nhân và chia sẻ giúp em là 3 lần hội nhóm nha, tí em tặng quà luôn ha. Đen cho VV, chứ nào lấy đen được chắc đen lên cho em nha, không bị đẹp á. Cái này đẹp lắm nha, mình xinh á. 70 đen cho Mai Trang. Đúng không? 70 đen cho chị Mai Trang. Cho Mai Trang. Màu xám mà hơi bị lạ, bị xinh lắm mấy chị. Mấy chị không lấy màu xám tiếc lắm. Đây, màu đen mặc cái này nè, cưng không?
có một cung hai cây cho Mai Trang, cho Mai Trang thôi, chị thì xin đi đó. Còn hai chị 70 chị Mai Trang này là chị Mai Trang 046. Ừ, có hai Mai Trang, một Mai Trang Sài Gòn đó. Mấy chị thấy đẹp chưa? Có bị đẹp rồi đây, mặc thử màu xám cho coi, bộ màu xám của em lột hơi bị dễ mấy chị, lên hơi bị xịn nha. Dạ, em bao dạ luôn. Đây, 70 đen cho chị Mai Trang tôi 046 rồi nha. Chị nói 70 đen cho Vivi nữa đúng không? 70 đen cho Vivi. Ừ. Và 70 xám đấy. Chị 55k đây, nên rất đẹp, kiểu kiểu nhà cũng đẹp cho mấy chị ơi. Rồi em nói bao bao dạng luôn á. Bao dạng của này á. 56 cân ngoài vừa ha. Thân mắt kính. Đây, mặc cho mấy chị con nha, xinh nha. Bị xin chị nào không có cái áo len mà bị môi là tiếc lắm nha. Thôi thì tiếc luôn á. Đó, đó chưa bị cưng ha. Mặc mấy chị mặc nhìn nó tây, màu nó rất là tây nha. Mấy chị thấy không? Hai con nha. Màu hơi bị tây nha, màu tây lắm. Rồi chị nào lấy 70 xám, có bên 70 xám với em luôn chị Đương ha. Chắc em lấy cái xám, xám chị Đương quá. Rồi. Xám em chốt cái luôn nha mấy chị. Rồi chị nào lấy xám thì comment 70 xám giúp em nha. Đây xám nha. Bỏ cho em một cái. Rồi 70 xám. Quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp luôn. Số lượng ít mấy chị, ở đây số lượng ít gần hết rồi. Quay đi quay lại gần hết rồi. Mấy chị comment nhanh tay lên ha. Mà bị gì á? Có lên rất tốt không Thảo, Mai Trang? Cái gì rất tốt ta? Ở đây rất tốt hả? Để em lên màu, em còn chưa biết màu nữa. 76 cho chị Hiền Dinh. 76 cho chị Hiền Dinh nè. Rồi. Màu này nha mình xinh nha. Đây, một cái cân nha mấy chị. Đó, 40 cân đổ lên và 54 cân đổ về ha. 54 cân đổ về và 40 cân đổ lên mấy chị nha. Đó, áo len kiểu ha. Kiểu thế này. Cổ nha mấy chị, rồi hở hở bên vai như vậy rất là xinh nha. Rồi chế độ cái len này, cái len sọc này comment cho em mặt của nó là mặt số 40 đi. Mà 40 nha mấy chị. 40 cân đổ lên và 54 cân đổ về, chốt mà 40 cho em tay lửng nha. 40 tay lửng. Đó, hở bên vai rất là dễ thương. Chát 40 lên cho em nha, 40. Mà 40 cho em, comment mặt 40 nha. 40 tay lửng với chứ nha, 40 tay lửng. 40 cho chị Hiền Dinh nè, 40 cho Vivi nè. Hiền Dinh Vivi. Có phải hai người có vui với nhau nhỉ? Là quá giờ mấy giờ. Chào chị Uni Hồng Thu nè. Hello chị Uni Hồng Thu. Mà ảnh này bao nhiêu, 40 bao nhiêu tiền đấy? 55k, 55k thôi, chỉ có 55k thôi hả? Rồi màu này, trời ơi, màu này xinh quá nha. Rồi chị xám, ok, chị Xuân mình tiếp một cái xám nè. 40 cho chị Ngọc Hồng vừa không? Ngọc Hồng, chị 50 mấy cân nhờ. Không biết mà bực ạ. Em 78 không? Không, có lên thì chị còn vừa, tại vì nó co dạng lắm. Nếu mà chị không vừa, chị cho bé Minamun này yên tâm đi chốt chị đi. Rồi, màu này nha, màu này quá đẹp luôn mấy chị ơi, nhanh tay màu này. Màu này chỉ có duy nhất 2 chiếc trong lô thôi mấy chị ơi, rất là đẹp mà độc quyền, chỉ có 2 chiếc trong lô thôi. Chứ đâu màu này chát nhanh tay lên cho em liền. Comment lên liền cho em mã 100 mấy chị ơi, 100 quá đẹp. Comment mã 100 lên nhanh nha. Chậm tay là mất liền luôn, 100 quá đẹp luôn. Mã 100. Comment nhanh tay 100 quá đẹp, chất cũng đẹp rồi, nó xuống tay dạ mang luôn ha. Xuống tay dạ mang luôn. Rồi mã 100. Mã 100 nè. Trang điểm luôn á. 100 cho Hiền Dinh nè. 100 cho Vivi nè. 100 cho Lấm Lùn là anh hết 100 nha. Hết 100. Đấy, 100 đẹp lắm mà số lượng ít ha. Đây, quá cưng luôn ha. Quá cưng luôn. 5 cái thì chỉ lấy 3. Đâu có đâu. Em chia cho xỉ nó đó. Chị cho cái xỉ nó lên 100 cái lận. Em mua cái xỉ nó lên lô 100 cái lận. Giao mấy con luôn. Hết mất tiền rồi. Rồi cái đen này chị đâu, cái đen này comment lên nhanh tay giúp em nè. Đó, cái gì không ngăn mấy chị ơi, mà không cần uống thùng ha. Đây, rất là dễ thương. Cái vai của nó nên mấy chị thấy cái vai. Nào về áo dài mới chọn. Áo dài thì gần về rồi chị ơi. Áo dài ngày mai có áo dài nhưng không có chân váy nha mấy chị nha. Áo dài mà chúng tôi lấy kim á, đẹp lắm. Áo dài gấm ha.
rồi với lại cái nhạc diễm là dễ thương lắm. Rồi chị nói cái đen này comment mã đen lên cho em đi, mấy chị mã đen nha, cái vai của nó này. Một lần mấy chị coi cái vai của nó may như thế này, nhìn rất là màu đen ha. Rồi chị nào cái đen chắc mã đen lên giúp em nha, comment mã đen lên. Mã đen nó mấy chị ơi, mã đen nha. Trời ơi, hèn gì mà nghĩ chút. Hèn gì mà yếu xìu, nãy giờ quên đổi màng mấy chị ơi. Rồi mà đen comment mà đen nhân tay mấy chị ơi, mà đen nhân tay nha. Mà đen mặc của người ơi, người đẹp cực kỳ. Chắc đen lên. Rồi đen dễ thương quá, hai cái này nó thương quá à. Rồi đen nha đen. Mà có váy dài không? Váy dài, biết dài là gì ta, cái len này chế. Mà cái len không nè, mà đen nha. Chúc đen giúp em. Đen nha, chúc đen giúp em. Thảo mới lên đi Đà Lạt sau qua mình chơi. À xong qua mình chơi hả? Về nhà thăm mẹ không hết thời gian rồi chơi. Đen cho Trần Ngọc Thùy nè. Đen cho Trần Ngọc Thùy, đen cho Vivi. Anh này anh làm lơ bà không thể nói gì được nha. Rồi đen cho Trần Ngọc Thùy, đen cho Vivi ha. Dễ ẩn à. Đen cho Thùy, đen cho Vivi. Chào chị Út Lan nè, chào chị Út Hoàng Huỳnh nè. Quá cưng luôn, cái chị ở 60 cân rồi về nha, chị Dũng Bình ơi. 60 cân rồi về. Rồi chế nào cái mẫu này comment nhanh tay giúp em nè, mấy chị ở số lượng ít nha, mẫu số lượng ít. Rồi chế nào nhanh tay, comment nhanh tay giúp em. Comment cho em mà của nó là mà 66. Chốt 66 thì em 60 cân đổ về nha, cực kỳ dễ thương luôn. Chọn chế nào nhỏ con 40, 45 cân gì đấy thì mặc phải form rộng dấu quần, mặc chung cái quần legging đẹp nha. Chung quần đùi thì khỏi nói rồi, rất là dễ thương. Rồi chát nhanh tay giúp em nha, lên đẹp không mấy chị. Đó, túi này dễ thương. Rồi comment nhanh tay giúp em. 66 hả? 66 mà 66. 66 cho chị Hiền Dinh. 66 cho chị Hiền Dinh nè. Còn. 66 cho Vivi, 66 cho bạn Nguyễn Thơ là hết luôn. Hết 66. 66 cho Nguyễn Thơ là hết 66. Hiền Dinh thì comment chọn bài. Ai, chị Dù Bình hả? 55k phải không? Đúng rồi, cánh dơi mấy chị ơi, cái len này nó mịn lắm, cái len này nó mịn cực kỳ, dễ thương cực kỳ luôn, mặc Sài Gòn đẹp nha mấy chị, giống như len này da và cái mẫu này nha mấy chị ơi, đây cực kỳ đẹp lắm. Rồi cái mẫu này 45k một áo nha mấy chị, 45k một áo cánh dơi nha, 45k một áo, đây 45k, rất là dễ thương cánh dơi như vậy ha. Rồi chị nào ơn cái mẫu này comment là 45 cho em luôn đi chị, 45k nha. 45k mấy chị ơi, rất là dễ thương nha, đóng thùng cũng được. Đó, đóng thùng cũng được ha, đơn giản mà đẹp, nhìn nó bụi bụi rất là cưng ha. Mình mặc lật lên vai cũng được nha, mấy chị rất là dễ thương, mặc lật lên vai được, cho nó mô đen cũng đẹp lắm ha. Đó, rồi đóng thùng vô nha, đóng thùng vô, rất là dễ thương luôn. Rồi chị nào ơn cái 45 này chắc mặc 45 lên cho em, chị 45k nha. Chắc mặc 45 lên cho em, 45k, cánh dơ nha, cánh dơ, 45k cánh dơ. Rồi 60 cân đổ về ok luôn, chị nào ơn, comment nhanh tay giúp em nha, mặc 45. 45 cho chị Diệu Bình nè. 45 cho Diệu Bình. 45. Comment 45k cho em, 45 liền giúp em nha. 45k hả? Dạ 45k thôi. 45 nha, phối được có nhiều kiểu đồ không 45 chị? 45 cho chị. 45 cho chị Thắm Nguyễn nè. Thắm Nguyễn 45 nha, 45 nha Thắm Nguyễn. 45 cho Vivi 3 cái. 45 3 cái cho Vivi. 45 3 cái cho Vivi luôn ha. Rồi chế nào lên 45 là chắc 45 lên nha, chắc 45 lên cho em. 45 dị thương, 45k. Cái len này mịn lắm. Len này em bao giặt nha mấy chị, bao giặt máy nha. Nó rất là mịn ha. 45 chị Dù Bình 2 cái nè. 45 chị Dù Bình 2 cái. Rồi em này cũng cao luôn mấy chị. Một em đen cũng cao nha. Chế nào cái em đen này, tụi em đen này dài ha. Em đen này lên dày dặn nha mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn. Len đen dày dặn nha. Chị nào ơn em này chắc cho em liền tay giúp em mà 20 nha mấy chị. Comment mà 20 giúp em. Len này khoảng 40 cân đủ lên và 60 cân đủ về mà ok luôn. 60 cân đủ về mà ok luôn ha. Hormone nha. Hormone có sẽ hai đen như vậy nha. Rất là cưng. Rồi em nghĩ chắc 57 thôi ha. 57 đủ về đi mấy chị ơi. 60 cân sợ hơi ôm á.
57 đổ về nha, và 400 đổ lên. Đó, rất là cơm luôn, cực kỳ co giãn luôn á. Để ta co giãn thoải mái cực kỳ nha. Rồi, giấy đầu mẫu này chát nhanh tay giúp em nè. Mà 20 hả? Mẫu bao nhiêu hả mấy? Mẫu đọc mãi mấy nha. Rồi, chị nào không quên mã thì comment mã đen lại giúp em nha. Quên mã thì comment mã đen giúp em ấy chị ơi. Chỉ có 5, chỉ có 50k, cái màu áo em đang mặc chỉ có 50k thôi ha. 50k, 50k mã đen cho em đi. 45 hay rồi chị mình à, mình chát rồi mà. Rồi chị nào lấy cái đen em đang mặc comment đen nha. Comment mã đen giúp em. Mã đen, các chị share livestream được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? Lên 250 lượt chia sẻ mới được tặng quà mấy chị ha. Chị nào chia sẻ lên 250 lượt chia sẻ rồi em bắt đầu tặng quà nhé. Rồi đen. Đen nè. Đen nó mặc đã nha, đen nó mặc không bị ấm. Màu 40 vậy chứ. Ấm mà mặc rất là gọn người nhé. Cái đen á. Đen cho Thu Hoàng Nguyễn nè. Đen cho chị Thu. Đen cho Vivi nè. Thu Hoàng Nguyễn đấy, nhìn khách cũ thì phải. Mới đen cho chị Trần Thùy đó. Từ em đen. Trần Ngọc Thùy. Đen cho chị Trần Ngọc Thùy nữa nè. Chứ Thu Hoàng Nguyễn khách cũ hả chế. Cái mới thì cho em đi kịp nha. Khách cũ thì thôi, cũ không cần ha. Khách cũ thì báo em biết nha. Rồi mẫu đen phong dài nha mấy chị. Phong dài nha mấy chị ơi, chị Thu cho. Chị Thu cũng cười đây. Rất là đẹp nha. Mẫu đen 60 cân đổ về nha. Cái này chị Dự Bình mặc đẹp lắm nè. Cái này chị Dự Bình mặc có bị đẹp á. Rồi mẫu này chị nào lấy mẫu này chắc lên thì giúp em là mặt của nó là mã số 69. Mã 69 giúp em. Comment mã số 9 với chứ nha. Mã số 9 trả cho nước cho em. Mã 69 69 đấy, khác nước rồi. Lấy đi. Ai gây trọi? Khi em phải mà 69 comment 69 nhanh tay cho mấy chị ơi, 69 nhanh tay giúp em nha. Mà 69 mà 69 69 chúc quả chị Viên. 69 là 60 cân đổ về cũng vừa nha. Bao nhiêu tiền? 45k hay 55k? 69 bao nhiêu tiền? 69 là 55k. 69 là 55k. Chế đi chơi dự hên à, đâu có dỗ đâu, chứ đi có 3 ngày mà về hôm thứ hai nhưng mà mệt quá tối không like được hả? Đây. Nói hết đó. 69 cho Hương Hồ 228. 69 cho Vivi. 69 cho Chế Nga Trần. Chế Nga Trần cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. Nga Trần cho em xin thêm địa chỉ của Nga Trần ơi. Dù mình đó rồi nè, giờ dù mình chốt chưa, cái đó dù mình mặc đẹp. Thật luôn á, cái đó dù mình mặc đẹp lắm nha. Cái 69 thì dù mình mặc đẹp lắm. Mã số 9 á. Rồi mẫu này lên thỏ hả mấy chị, cực kỳ cưng luôn. Màu hồng rất là dễ thương nha. Chị nào ơn cái mẫu này, đây bên trong này, đó, rất là cực. Chị nào ơn cái mẫu lên thỏ này, comment cho em mã của nó là mã số 44. Mã 44 giúp em. Mã 44 mấy chị nha, mã 44. Rồi rất là cưng, cái này mặc chung với quần mùi nha mấy chị ơi. Hoặc là mấy chị mặc chung với lại quần legging á. Quần ôm, nói chung là quần form ôm nó sẽ rất là đẹp ha. Rất là đẹp, cái tay phồng phồng như thế này ha. Cái to phồng phồng như thế này ha. 60 cân đổ về nè. Đó, vào khoảng 45 cân đổ lên nha. Rồi chốt cho em liền tay mà 44. Khuya rồi em gọi nè. Alo. 44 mới nhé, 44 nha, 44. 44 chốt cho chị Hiền Dinh. Lâu ngày vào mà comment à, không kịp luôn thì Hương. Thì Hương ơi, hôm nay ế mà thì Hương comment nhanh tay đi, hôm nay ế mà. Anh phải ra kia trước 5 giờ. 5 giờ chỉ về nhà rồi. Ở ngay trước đó anh đi đến quận hai qua anh ra là vừa qua cầu vượt ngã tư ra thăm ngôi em này, em chốt mà 4 ngôi chị Hiền Dinh trước này. Nó có cái tiền tạp hóa 44 cái 44 cái Hiền Dinh này. 44 cái Hiền Dinh này. 44 cho chị Tham Nguyên này. 44 cho chị Tham Nguyên này. Tham Nguyên này. Đi từ hướng Cửa Đông đúng không? Thì vừa qua cái cầu vượt ngã tư Ga chút xíu thì mấy mà khấu ăn thì ăn. Chị Hùng Hà được 44 không? Thôi được. Hùng Hà 44, Hùng Hà 44 với chị Hùng Hà.
bốn bốn cho chị Hùng Hà luôn. Bốn bốn cho Hùng Hà 357. Hùng Hà 357 đây. Rồi vậy em hết bốn bốn nha mấy chị ơi, hết bốn bốn nha. Bốn bốn em hết nha. Lên rất tốt nè mấy chị ơi. Rồi lên lên rất tốt còn nha. Còn một chiếc lên rất tốt. Chỉ nào lấy chát lên cho em luôn là mã số 6. Rất tốt nha mấy chị ơi, mã số 6. Chế nào lấy cái rất tốt mã số 6 thì comment mã 6 lên giúp em nha. Còn cái lớp cổ tim như thế này mấy chị mặc áo, một cái áo 2 dây bên trong cho em nha mấy chị, mô đen cực kỳ ấm lắm. Đây thì ấm cực kỳ ha. Đây là ấm chả ban luôn á. Rồi comment nhanh tay cho em nè mấy chị, nhanh tay ha. Có một chiếc, còn một chiếc duy nhất. Còn một chiếc duy nhất nha. Đây, còn một chiếc duy nhất. Cái này là 55k. Số 6 phải không chị Hiền Dinh? Cái rất tốt là số 6 đúng không? Phải ok dùm em đi. Cái rất tốt là số 6 phải ok dùm em nha. Rồi áo lên đầm lên thôi mấy chị. Mấy cái đầm lên này toàn bộ là hạt giá 120 không mấy chị ơi. Mà em xỉa rồi còn nó khoảng 2 chiếc 2-3 chiếc gì đó. Rất là đẹp ha. Đây đầm lên nè. Đó, 120 okay. Chị còn có 23 chị. Số 6 rồi nha chị. Số 6 cho chị Hiền Dinh nha, chị Hồng Hà chưa có nha chị ơi. Em sale hả? Chị Phan Trang không chị có hết, số 6 em hết à. Dạ, hết số 6 rồi, cái đầm len này đẹp lắm. Cái đầm len này giá 120 hàng ghim á mấy chị, em xỉ hết rồi. Còn có khoảng 2 chiếc thì phải 2 chiếc mà 21 khác nhau, 23 chiếc gì á. Đây em sale hả? Em sale luôn giá 85k. Chị nào lấy chát nhanh tay giúp em này, 85k sale luôn nha, đẹp lắm. Đẹp, thật sự đẹp luôn á. Đẹp lắm, các chị nhìn cái tay là thấy đẹp rồi nè. Rồi comment 85 cho em đi. Mà 85 đầm len á, hàng kim nha. Hàng đẹp lắm, len đẹp giả mang luôn á. Đây nè, 85 à. 85 là khoảng 57 cân đổ về ok luôn. 85k ha. 85 mà 85 chứ bên. Mà 85 có chị dùm trên comment đúng không ạ? Chị dùm mình comment sai mã luôn. Rồi 85 luôn, comment mà đỏ cho em đi. Mà đỏ nha. Rồi mà đỏ mấy chị ơi. Mà đỏ 85k nha. Đỏ. Đó, comment mà đỏ cho em đồng luôn. Đầm lên em đầm chứ nặng. Thế đầm đầm lên. Mà đỏ Hiền Dinh tương tác tốt quá. 85 đầm lên 85 tới cho chị Hiền Dinh nha. Chứ là chị Hiền Dinh tương tác tốt quá. Chị Dùng Bình chưa được, Dùng Bình comment lên trước cho mà bị sai mã. Chị Hồng Hà cũng phải kìa. Đó. Rồi comment cho em mà đỏ đi mấy chị, mà đỏ nha. Chị nào không được đen comment đỏ nè. Màu đỏ là màu đỏ, đỏ rù nha. Đỏ rù nha mấy chị nha. Không phải đỏ tươi nha. Đỏ cho mèo tây, đỏ cho chế Hùng Hà. Đỏ cho Hùng Hà. Đỏ cho chế Hùng Hà. Comment lên trước, đỏ cho chế Hùng Hà nha. Đỏ cho Hùng Hà luôn. Đỏ cho chế Hùng Hà. Dạ, đỏ 85k luôn. Rồi một cái giấm nhanh nha chị ơi. Một cái giấm len ha. Đây cái giấm len này mấy chị về phố chung với áo len dùm em nha. Về mấy chị phố chung với áo len dùm em ha. Mấy chị rất là dễ thương ha. Cái giấm như thế này mấy chị phố chung với áo len dài tay hay là áo len ngắn tay dùng được hết. Đó rất là cưng như vậy nha. Giống như kiểu em mặc. Ừ em mặc giống như vậy nè mấy chị. Giống như vậy đó. Rất là cưng ha. Rồi chỉ là ưng cái giấm này. Cái giấm này em bán 39k nha, 39k cái giấm này. Thì nào lấy chát lên liền cho em 39k nha, 39k. Comment giấm lên cho em 39k. Giấm 39k. Giấm 39k nha. Giấm 39k. Ôi, để cái nước vào trong này. Chát không chín. Giấm 39k. Đúng rồi, chị nào mà chị mấy chị chịu khó chấm chấm lên tương tác với em này. Thì chị Hiền Dinh á, em biết sao chị Hiền Dinh tương tác tốt kinh khủng lắm. Comment lên là chúng à, đây là giận anh nữa. Comment sau mà giận chí. Giận làm gì nó hại thần. Khoát, chị nào lấy khoát nha. Chị nào lấy khoát, comment khoát lên cho em nha. Khoát lên nha mấy chị, khoát nha. Chắc khoát lên chị. Cái mã khoát này á là 60 cân đổ về ok luôn và 45 cân đổ lên nha. Mà khoát này 85k luôn nha mấy chị. 85k mà khoát. Khoát nha mấy chị, khoát 85k nha. Khoát 85k. Yếm 39 đúng không? Dạ yếm 39k. Yếm 39k cho Nguyễn Thơ 615 nè. Khoát. Khoát 85k. Khoát 85k cho chị Hiền Dinh nè.
Phát 85 cho Hiền Vinh nè. Chị Hiền Vinh comment ok luôn á. Phát 85 cho Hiền Vinh ha. Và mua em nó lên giày vui luôn. Em nó lên giày lắm chị ơi, 49k áo lên giày nha. Đây cái này tại vì rớt lại còn một cái cho em siêu 49k nha. Chứ cái áo lên thì là 65k mấy chị, 65k thì nó lên giày. 85k hả? Dạ dạ. Áo lên giày này là 65k nhưng mà còn rớt một cái em siêu 49k luôn chị, nào nhanh tay này luôn nha, cổ lọ ha. Còn 49k, cổ lọ áo lên giày. Còn em 49 cho em luôn, mà 49. Mà 49 ha. Mà 49 cổ lọ áo lên giày nè. Cổ lọ áo lên giày. Còn một cái xe 49 là mấy chị ơi. Chị ơi không giá cho liền xem nha. Không giá cho lùi lắm á. 49 cho Kim Anh này. Kim Anh 620 này. Kim Anh 620 này. Rồi một này. Cùng như vậy nha mấy chị nha. Nó giống cái đỏ, nó giống cái sọc đỏ này. Nhưng mà nó là sọc đen nha. Đây nó có một chiếc à. Đây chỉ có một chiếc của chị cổ như thế này nha. Và là một cái vai như vậy nha. Cái này là nó là sọc đỏ, cái này là sọc đen nha. Rồi chị nó lấy sọc chắc sọc bên cho em luôn. Sọc nha mấy chị ơi, mặt sọc 55k mặt sọc. Rồi bên sọc cái tên nha, mặt sọc. Mà sọc nha mấy chị. Chắc sọc bên cái tên. Mã sọc 55k này. Mã là sọc mà 55k mấy chị ơi, mã sọc nha. Sọc cái chị Hiền Vinh này. Sọc cái Hiền Vinh rỡ lên đen 49k. Ở đây đen 49k. Chị nào lấy cái này cổ của nó khoảng một phân nhá, cổ lên một phân như thế này nè, cổ mặt là nó đang cổ lên một phân như vậy đúng chị ha, màu đen 49k. Chị nào lấy chát cho em mặt của nó là số 77, mà 77 đi chứ nha, 77 mà 77 49k. Bảy bảy là khoảng 56 cân, 55 cân đổ về và 40 cân đổ lên mặt là 77 nha. 40 cân đổ lên và 55, 56 cân đổ về nha. Còn bên mà 77 cái tên mà 77 mà 77 nha mấy chị. 77 cho Hoàng Thùy nè. 77 cho chị Hoàng Thùy. 77 cho Hoàng Thùy đưa thằng 349 nè. 77 quá, có hai Thắm Nguyệt luôn tơi. Thắm Nguyệt, Thắm Nguyệt dưới này Thắm Nguyệt mới hả? Đúng. Chị Ngọc Trang là cái cụ hết mới vậy? Không biết. Ngọc Trang cái cụ hết mới á chế. Hết mới cho em thông tin nha. Làm gì? Còn 77 mà. Mày kia đó, mày đi đó. Hoàng Thùy. Đây rồi nè. Hoàng Thùy. Hoàng Thùy. 55k đúng không? Thì vậy. Ờ 49k. 49k. 77 đi rồi sao? Cái gì khi nào có 77 còn nghe lên chốt hết nha. Nha. Không phải. Có thì mẹ em đẹp ra còn mấy cái nữa. Cái này nó là màu đen á. Nó tên là màu đen á. Rồi. Đây đúng không? Màu đen á, màu đen này á. Này nó tên là màu đen á. Tên. Comment liền cho em là mã quần áo là 49k luôn, comment mã số 6 cho em. Mã số 6.
xong cái cơm đổ về. Cầm em mặc cái xấu. Chị thức thức ơi, không phải là màu đỏ ấy nhá. Cái màu đó là màu hơi màu nâu ấy nhá, hơi màu, nó nghiêng về màu nâu nhiều nha. Màu nào á? Màu 45. Mà 45 phải đỏ đâu. 45 là màu nâu, màu dâu. Màu hồng dâu, hồng đất, hồng dâu gì đó, chứ phải màu đỏ nha. Chị lai chi nó hơi khác màu một chút. 45, 45 cho chị thức thức nha, không phải màu đỏ nữa chị ơi, nó màu nâu giống như màu nâu đất ấy. Rồi cái áo lên đen này. 5k, cái này mặc số 6 phải không? 55k, dạ. Dạ mặc nó mặc số 6 đúng không? Số 6 cho chị Thùy Trang đuôi 6024 nè. Rồi chị lấy ông màu này. Số 6 cho chị Thùy Trang 6024 nha chị ơi. Chắc mặc 50 lên cho em. Cho mi mặc 50 lên cho em nha. Dạ, cái đó 49k. Cái mặt sau 49k, còn mặt 50 thì mặt 55k. Ok nè, mặt 45 rồi đấy, em cho chị Nguyễn Thị Diệu nè. Mặt 45 rồi này, em cho chị Nguyễn Thị Diệu nha. Rồi, mặt 50. Mặt 50 này là 55k. Chị đâu ơn chắc mặt 50 lên cho em nè. Mặt 50 nha chị. Mặt 50 chỉ còn sót là 1 chiếc thôi. Mặt 50 thì chị Thùy Trang với 6024 luôn này. 50 cho Thùy Trang luôn ha. Rồi, đầm lên. Dạ, 49k. Ừ, dạ. Nó có 2 tiếng. Rồi em đầm lên nha mấy chị. Rồi em đầm lên thì 60 cân đổ về và 50 cân đổ lên. 48 cân đổ lên là được rồi. 48 cân đổ lên và 50 cân đổ về nha. Ở 60 cân đổ về. 48 cân đổ lên và 60 cân đổ về. Rất là chị thu luôn hở vai nha mấy chị đầm lên ha. Lên này xịn nha mấy chị, lên này không bị mỏng ha. Lên này đẹp và không bị mỏng, sọc huyền thoại. Rồi chị nấu màu này em sale luôn, hôm nay còn ít đầm em sale cho hết thôi mấy chị ha. Màu đầm này em sale luôn giá 50k. Chị 50k thôi được cái đầm này em nói thật. Mấy chị bỏ 50k ra em sale quá, mấy chị mua, mấy chị ngủ thôi ha, làm đồng ngủ thôi. Em không nói đi chơi nha, nó đẹp mấy chị đi chơi được. Nhưng mà em nói là chị nói ngủ thôi ha. Làm mấy chị là không có giá là mua một cái đầm ngủ mà giá 50k là thật luôn. Nó không chứ, lấy đầm lên mà ngủ nó bắt biết rồi. Trời ơi, nó mịn mà nằm nó đã, nó lăn nó xuống. Đó là ngủ thôi đó, không chưa đó đi chơi. Cái màu này mấy chị mặc đi chơi đẹp lắm. Mà đi chơi đẹp lắm nha, và màu ví con kia vô tư. Màu ví mấy chị mặc vô tư luôn ha. Rồi chị cho con chát lên liền cho em mặc 50. Anh kia 2 mặc 50 liền đi. Ủa, cái nào 50 nữa? Cái trước đó em cũng ra 50 rồi. Ủa vậy hả? Dạ. À, chết em rồi à. Thôi lỡ rồi mấy chị ơi, comment 50 sọc cho em đi. Comment 50 sọc nha. Cho em thêm từ sọc vô đi, cho em biết là mấy chị lấy mặc này ha. 50 sọc. 50 sọc giúp em. 50 sọc giúp em đi mấy chị ơi. Comment 50 sọc nha. 50 sọc. Đúng 50, rồi, 50 sọc cho em. 50 sọc cho Nguyễn Thơ 615. 50 sọc cho Nguyễn Thơ. Dạ dạ dạ, 50k. Xeo banh nóc luôn, xeo ghế hết mẫu luôn nha. Rồi, 50 cho Nguyễn Thơ. 50 sọc cho Vivi. Cho Vivi. Rồi, chế nào lấy 50 sọc. 50 sọc cho Hiền Dinh. Hiền Dinh đẹp. Em đi Hiền Dinh nè. Vì ai rồi? Hả? Vì ai rồi? Hiền Dinh à. 50 sọc. 50 sọc Hiền Dinh rồi này. 50 sọc cho quản trị viên này. 50 sọc cho quản trị viên. Cái gì vậy? Cái gì vậy? 50 sọc cho quản trị viên. Cotton, 50 sọc cho Ngọc Hồng này, hết 50 sọc rồi này. 50 sọc cho Ngọc Hồng nha. Rồi màu này mặt 60 cho em nha mấy chị. Mặt 60 giống y vậy luôn nha, màu hơi khác một chút nha. Màu hơi khác một chút. Đây, cái màu của nó là màu trắng, sọc đen trắng nha. Rồi chị nào lấy 60, chắc 60 cho em 50k. Mà 60 50k luôn nha. Còn bên mặt 60 cho em 50k. Em thấy chị Trang Ni Lưu nha. Chị Trang Ni Lưu ơi, sáng mai shipper giao hàng qua cho chị nha chị nha. Tại chiều mẹ nó đi qua chị quá. 60 cho chị Hiền Dinh nè. 60 cho Hiền Dinh. 60 cho chị Hiền Dinh luôn. Chị Trang Ni Lưu, chị Trang Ni Lưu. Em đây đâu hả? Cái này đẹp. Cái này đẹp thật sự ha mấy chị. Thôi cái dơ một chút đẹp thật sự. Cổ lọ luôn. Mấy dao đồ thì chị Trang Ni Lưu cho shipper là đầu tiên kiếm thì chị của chị quán không ra. Chị cho nó rồi mà hôm nay này sau 6 giờ nó mới tới, cái chị về mất tiêu rồi. Rồi chị Na Ân ngồi này 6 giờ nó mới tới, chị Trang Ni Lưu về mất tiêu luôn. Em ơn rồi chị ơi. Rồi chị Na Ân cái mẫu này chắc liền lên giúp em là mặc 13 nha, mặc 13 49k.
Để gần với chị cái len ấy, chị không ưng thì thôi luôn á, trả lại cho em là sợ. Cái len này bị đẹp ha. Rồi, chị nỡ cái len này gần em mặc 13 giúp em nha. Mặc 13 khoảng 56 cân, 55 cân đổ về mặc 13, 49k. 13, 49k. Cầm lên mặc 13 lên giúp em. Mặc 13, 49k nha. 49k mặc 13. Để mặc thử cái rêu cho chị coi. Mặc thử cái rêu ha. Cái rêu bị đẹp luôn á. Đây chị đổi cái rêu chắc rêu lên cho em nè. Rêu phọc dài nha mấy chị, rêu phọc dài. Rêu này mấy chị mặc chỗ quần nha, xinh. Rêu mặc chỗ quần xinh lắm đó, mấy chị thấy chưa, cưng không? Hơi bị cưng nha, mặc chỗ quần nha. Chân phải đi ngang ngang chỗ phải mặc quần đùi, giống như mặc quần đùi vậy thương lắm nha. Đấy, giống như mình mặc quần đùi nó đẹp lắm. Lập trên vai là 60 cân đổ về nha. Còn chị nào có muốn nhỏ người á, là mấy chị có thể mặc thành form chỗ quần ha. Chắc rêu lên cho em 65 cân đổ vừa luôn á. Màu này 65 cân cũng vừa luôn ha. Rêu. Rêu. Màu đen chứ còn màu nâu nữa sao. Rêu với nâu nha mấy chị, rêu với nâu ha. Ủa mặc 13 điểm. Rêu với nâu nha, rêu với nâu. Còn nâu nữa ha, nâu nữa. Chốt ngoài không được Loan Phương hả? Ủa sao Loan Phương chốt được, nãy giờ không thấy chị Loan Phương. Loan Phương ơi, chị có bị ẩn comment không vậy? Nãy giờ không... À có nè, trời ơi chát quá sâu luôn. Chị comment quá sâu luôn ha. Rồi rêu, rêu em chốt cho chị Hiền Vinh. Còn mặt 13 này, chốt mặt 13 nha. Mặt 13 Thu Hoài Nguyễn ha. Thu Hoài Nguyễn mặt 13 là cái đang cầm á. Thu Hoài Nguyễn mặt 13. Cái rêu này của chị Hiền Vinh nè. Rêu cho Hiền Vinh nha. Hiền Vinh nè. Còn cái nâu nữa. Cái y chang này mà màu nâu á. Y chang mà màu nâu luôn mấy chị. Nâu, thằng Nguyễn là tiền không biết. Chết lấy nâu. Chát nâu lên cho em nha, mà nâu. Dương Nguyên 805. Chị Dương Nguyên 805 có giao hàng đường kho muốn nhận hàng được không chứ ơi? Đợt trước của một đơn của chế bị chuyển hoàn về lại xem rồi đó. Vậy hả? Ừ. Chị Bình Dương hả? Ừ. Phải không? Tại chị mới đổi hình đại diện hả? Hồi trước là bông hoa đào đỏ mà. À, hình này con gấu chứ không chứ, hình con gấu. Thu Hoài Nguyễn bao nhiêu giờ đen? Làm mà đúng không? Dạ, 49. Rêu với nhau. Mình ghi giá là đâu phải không? Dạ, dạ. 49 đúng không? Dạ. Này 49 đúng không? Dạ, cái đó 55 à. Cái này cánh chơi không mấy chị? Không, nhưng mà Bình Long. Ủa? À chứ Bình Long không phải, chứ Bình Long là chế không có con mèo nữa. Là bà cái cũng nhận ấy. Có hai chứ Như Nguyên. Không, chứ Như Nguyên 805. Không, chứ Như Nguyên đó là Bình Dương. Có hình con có bông à. Chế không nhận. Như Nguyên cho anh là số điện thoại đầy đủ đi em ơi. Hình như trùng số đuôi với cả một chế nữa luôn thì phải. Cho anh là số đuôi điện thoại đi em ơi. Cho anh là số điện thoại đầy đủ nha Như Nguyên ơi. Rồi cái này em mấy chị ơi, cái này là 49k này. Cái này 49k này mấy chị. Chị nên cái mẫu này comment lên cho em là mà có nó mà 33 nha. Rồi, chắc mà 33 luôn nè. Mai kiểm tra cho mai anh thích cho về Vinh thôi nha. Mà 33. Ủa về tên Vinh không có luôn hả? Không biết nữa đây. Mà 33. Cái này nhiều người tên Vinh không có. 33 cho chế Hùng Hà. 339k nha. Rồi. Đó, 339k. Ok nha, Như Nguyên 7878 có 7805 có mã nâu nè. Bye bye cho chị Hùng Hà 357 nè. Rồi mẫu này nha chị ơi. Bao nhiêu em xin đúng rồi. Dạ. Yeah. Bao nhiêu? Cái đó là 49k. Anh ơi, cái này giống cái này là màu hồng đúng không? Màu hồng. Bao nhiêu á? 55. Rồi chị đâu cái này, chị đâu cái này comment lên cho em nha. Như này. Đỏ hả? Ờ màu đỏ. Rồi chị đâu cái màu này màu xanh đó mấy chị, màu xanh này dễ thương, hai túi lên nó giặt khoác đó mấy chị. Đây, màu này mặc cái bị cưng ha. Cái này nó giống như giặt khoác á, mặc lên người dễ thương lắm, chị cũng thử mặc cho người có nó sao ha. Thử mặc cho người giống chị hình dung dáng nha. Rất là dễ thương. Chát xanh lên cho em giống chị, chát màu xanh, cổ này nó hơi đổ quá mấy chị. Cổ này thật ra là cổ của nó cổ đổ ha. Đó, xin chưa sang cổ đồ nha mấy chị nha. Cổ này giống biết đường để đồ cổ. Trời ơi, này dốt ghê á. Để bẹt cổ nó xuống quắc là cổ người ta cổ đồ mà. Rất là dễ thương á mấy chị, cổ đồ cưng lắm ha. Rồi, thì nào ưng cái mẫu này chắc là
con bị sao, con bị sao luôn cùng luôn, giống như đầm luôn nè, thương chưa? Rồi comment màu xanh lên giúp em nha, cũng không mặc cho người không hình dung ra được kiểu ha, quá đẹp luôn. Rồi màu xanh giúp em của Độ nha, rất đẹp của Độ. Rồi súng xanh nha, 55k, rồi đẹp quá, xỉu luôn, rồi này chế nào hút được cái ngọn này mà màu đỏ là đúng, đúng là đúng bài luôn, đẹp quá là đẹp. Rồi màu xanh cho em, màu xanh đẹp xuất sắc. Xanh cho chị Thủy Lê. Ủa Thủy Lê này là chiếc Thủy Lê nào nhỉ? Chị Thủy Lê cho em mang số đôi điện thoại đi chơi, nó là khách cũ nè. Như là khách cũ đó. Khách cũ á, nhưng mà đó, cho lại 3 số đôi nha. Không nhầm chị Thủy Lê khác. Đúng rồi. Thủy Lê cho em là 3 số đôi nha. Thế nào lấy xanh, comment xanh cho em nè. Xanh cho Thủy Lê. Xanh cho Vivi. Thế nào lấy xanh là chắc xanh lên nha mấy chị. Chắc xanh lên. Chào chị Ngọc Yến nha. Hello chị Ngọc Yến luôn. Đây màu đỏ mấy chị ha, màu này cổ thuyền nha, này cổ thuyền. Đó, cái này là máu kiểu mấy chị đóng thùng mua dễ thương. Này đóng thùng mua đẹp, đóng thùng mua cưng lắm nha. Đó, dễ thương chưa? Cái này mặc lật bên vai cũng được ha, rất bên vai cũng được. Chào chị Trần Thị Cẩm Hà này, lâu lắm mới nhận đôi nhà em này. Chế Thủy Lê, em xin này chút qua chút điện thoại, nếu là khách cũ này chế ơi, còn khách mới cho em điện thoại đầy đủ nha. Nhìn giống khách cũ em cũ lắm mà không biết phải không này, phải hỏi lại này. Rồi màu này, chị đâu ơi màu này, comment nhanh lên cho em nha, màu này có nhiều màu lắm chị ơi. Màu này có cả màu đen nữa sao? Màu này có màu đỏ, màu xanh, cái màu đen nữa thì phải. Màu này 49k nha chị, 49k. 49k, có 3 màu, em coi coi đó, đó có màu đen đó rồi nha. Màu này có màu đen á. Giống như vậy là màu đen ha. Ừ. Giống như vậy là màu đen. Xanh giống như xanh đỏ. Xanh đỏ. Rồi đen, xanh đỏ đen, xanh đỏ đen. Đen đi nha mấy chị. Cổ đằng sau là đen nha mấy chị, đen nha. Đây là đen ha. 49k, xanh đỏ đen. Rồi chế đâu màu nào chắc màu đó lên cho em. 49k, xanh đỏ đen. Đó, chỉ còn 3 chiếc thôi, một màu một chiếc. Một màu một chiếc, chỉ còn 3 chiếc. Chỉ còn 3 chiếc thôi, một màu đen một chiếc nha. Đen cho chị Trần Thị Cẩm Hà nè. Đen cho Trần Thị Cẩm Hà, rồi con đỏ. Con đây là đỏ gì nhỉ? Đây cũng không phải là đỏ tươi mà đỏ đô nha chị nha, đỏ đô nha. Thế chị ơi, màu này đỏ đô. Đỏ cho chị Tuệ Nghi nè. Đỏ Tuệ Nghi là còn màu xanh. Còn màu xanh nhé, còn cái xanh là thôi. Chỉ nào lấy xanh chắc xanh lên cho em. Đúng rồi. 49k, đỏ cho Tuệ Nghi. Đen cho Trần Thị Cẩm Hà đúng không? Đen cho chị Trần Thị Cẩm Hà. Xanh cho chị Hiền Dinh. Xanh cho chị Hiền Dinh nè. Xanh cho Hiền Dinh nè. Hết bây giờ hết. Màu 49k luôn. Rồi bây giờ cái này nó bị dơ tặng ha. Cái này nó bị hơi có cái dơ mờ mờ chị ơi, cái này thì do nó dính trong quá trình nó vận chuyển nó bị dính nước á, nó bị làm nên cái vết mà hơi thâm thâm một tí á chị, nên mấy chị giặt mấy chị tẩy là nó ra ha, tẩy là nó ra nha. Xeo xeo cái tặng ha, cái này thì nhiều thì em tặng nha. Rồi chị nào lấy tặng comment lên cho em này, có bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? 242 lượt chia sẻ, tặng luôn ha, tặng luôn. Comment mã cho em là tặng đẹp kèm số điện thoại nhé chị ơi, mã tặng đẹp cho em, khách cũ cho em 3 số đôi được rồi, khách mới cho em sẽ đầy đủ. Mã tặng đẹp cho em nha. Tặng đẹp kèm số điện thoại hả chị ha. Tặng nha, tặng đẹp. Tặng đẹp, người comment lên thứ 7 nha mấy chị. Giang đếm cho mấy người comment thứ 7 nha. Tặng cái gì comment thứ 7 nha. Comment lên thứ 7 nè. Kim Anh, Hương Hồ, Hàng Trần, Kiền, Hãy đọc Kim Anh, Hương Hồ,
chưa bỏ bằng tí là 6, bằng tí là 6. Thế lương nguyên 734 là 7 nè. Thế lương nguyên 734 hả? Ừ. Thế lương nguyên hôm nay chưa có đơn á, thế lương nguyên cố gắng có đơn để đi quà nhé. Tạm biệt cho chế lương nguyên số điện thoại nó 734 nha. Có cần kiểm tra chiếc xe không? Cô kiểm tra chế luôn đi. Kiểm tra chế lương nguyên, trời ơi này mặc kiểu xinh quá à. Cái mặt kiểu cưng quá mấy chế. Cái này phục dài ha. Thôi chế nào có cao không sợ bị ngắn. Phục dài luôn. Đó, giống cùng luôn ha. Ồ, oh, chế lương nguyên chưa chia sẻ rồi. Lương nguyên chưa chia sẻ, bỏ qua nha, tặng cho người tiếp theo. Tặng cho người comment lên tiếp theo nha. Tặng người comment lên tiếp theo. Người comment lên tiếp theo tặng đẹp là chị Hoàng Nguyễn 079 nha. Hoàng Nguyễn 079 ha, tặng đẹp cho Hoàng Nguyễn 079. Kiểm tra luôn. Kiểm tra cho Hoàng Nguyễn luôn. Chia sẻ nha các nhân ít nhất 2 lần cho em và một nhóm nữa. Nhớ mấy chị nha. Chị chia sẻ đúng chưa? Từ từ em. Máy này từ từ chạy đi. Rồi, trong lúc chờ Hoàng Nguyễn chưa chia sẻ cho cá nhân luôn. Hoàng Nguyễn cũng chưa chia sẻ cho cá nhân luôn. Trời ơi, mấy thế ơi, xong nay thật chứ nào chia sẻ cho cá nhân cho em vậy. Hôm nay tặng quà ban sát luôn mà không có chia sẻ cho cá nhân giúp em gì hết trơn á. Mình không chia sẻ cho cá nhân á thì mình nhớ là chia sẻ chỉ cần 2 lần cho cá nhân thôi. Và chia sẻ hội nhóm là mình tham gia game là mình trúng quà rồi mấy chị. Ai cũng trúng quà được hết á. Thì tiếp theo nha. Ai cũng trúng quà hết được mà. Thì tiếp theo là chị Vũ Thị Cầm Giang nè. Vũ Thị Cầm Giang, người tiếp theo là Vũ Thị Cầm Giang nha. Để em kiểm tra cho Vũ Thị Cầm Giang luôn. Vũ Thị Cầm Giang đã chia sẻ. Chị Vũ Thị Cầm Giang đã chia sẻ. Mà để chế độ bạn bè nè. Mà để chế độ bạn bè ha. Vũ Thị Cầm Giang đã chia sẻ chế độ công khai cho anh Nhanh Cầm Giang nha. Chị Vũ Thị Cầm Giang trình lại chế độ công khai giúp em. Chị thích là chị ngay phía bên trên, phía bên dưới tên của chị á. Là nó có cái hình quả cầu với lại cái hình hình thể hiện giống như con người á, hai người á đó, hai con người á đó, là chế sửa lại cái hình của cầu chế, bên nha. Chế lương nguyên và chế hoàng nguyễn thì như cũng bị chế chia sẻ chế độ bạn bè hay sao em vô coi không thấy nè. À, nếu mà chia sẻ chế độ bạn bè mà chưa kết bạn là không có thấy được, như vậy là không được tính ha, bắt buộc phải chia sẻ cho cá nhân. Mà chế độ công khai là hình quả cầu nha mấy chị nha, hình quả cầu á. Chế lương nguyên không thấy chế độ bạn bè rồi. Rồi rồi bây giờ mình comment cái mã em đang mặc đi. 55k mà em đang mặc 55k rất là chịu thua luôn. Rồi chế nào lấy chát lên cho em là mã này là mã số 99 nhá. Chát mã 99 giúp em. Mã 99 nhá, 99. Mấy chị ơi, chị đã chia sẻ chế độ công khai giúp em nha mấy chị ơi. Chia sẻ chế độ công khai là có quà đó nha. Còn chia sẻ mà chế độ bạn bè em dự án gì đó là em không kiểm tra được là không chưa có quà nữa nha. Mà 99 giúp em nha. Chào chị Mai ơi em chào chị Mai nha. Chào chị Mai thân yêu, chế độ công khai như nào có biết đâu. Chị inbox cho em nha chị nha. Xong em 99 sẽ là 55k. Em sẽ hướng dẫn cho chị. 99 cho Hằng Trần 878 này. Rồi 99 cho chị Hằng Trần 8. Chị Nguyễn Nhung, chị Nguyễn Nhung là 99 hay sao? Chị 99 còn em 99 giúp em nha chị Nguyễn Nhung nha. Hàng Trần 99 chị VV hai cái hả? Ok cho VV hai cái là đồng hết nhá. VV mà hai cái là mình mà 99 chỉ còn hai cái thôi. Lúc này nếu mà lấy hai cái rồi. Và lấy hai cái rồi hả? Ừ, chào chị Bình Nguyên nha. Rồi, chị Nguyễn Nhung mà 99 luôn hả? Chị Nguyễn Nhung mà 99 luôn hả chị? 99 luôn, comment lên cho em đi. Mà sau 99 cho chị Nguyễn Nhung Bảo Lộc này, 55k này. 99 cho chị Nguyễn Nhung Bảo Lộc ha, 55k luôn. Mặc gì gọn người mà đẹp lắm, gọn hơn cáo em đang mặc. Mặc cái đó gọn hơn cáo em đang mặc. Rồi, chín chín cho chị bây giờ còn một chiếc này nữa. Rồi là lên giỏ á, chị ơi em lên một chiếc đó đây này, lên giỏ ha. Lên giỏ luôn nè. Rồi một này lên cổ lọ, nhóm chị lên cổ lọ ha. Đây. Rồi, em thấy chị Mai nha, chị em thấy chị Mai nè. Đây rất là dễ thương luôn. Một chiếc này nữa em lên giỏ nha mấy chị ơi. Chị nào ưng cái mẫu này comment lên cho em luôn là mã số 6. Comment số 6 giúp em. Mã số 6 cổ lọ. Số 6 cổ lọ giúp em nha. Mẫu này đẹp lắm, mặc đơn giản không có hình nhưng mà mấy chị mặc xinh lắm. Mặc lên dễ thương lắm nha. Rất là cưng luôn. Thấy lên chị Hồng Thùy nha. Không có bị giả. Mấy chị giặt máy được luôn. Rồi comment mã số 6 cho em rồi em lên giỏ luôn mấy chị ha, lên giỏ sách á. Mã số 6 49k nha. Đây số 6, giá số 6 lên cho em. 49k, đây số 6. Áo em mặc hết rồi chị Nguyễn Nhung ơi. Số 6 giúp em. Dạ. Trần.
Giờ đẹp chứ biết gì, giờ hàng Quảng Châu nha. Giờ khách hàng Quảng Châu, giờ khách hàng Quảng Châu. Rồi cái màu này em sale đi, màu này sale rẻ nha, màu này mới chị lấy á. Cana, cana mới chị lâu hả? Cái này nó dính, cái này nó dính một chấm mực nhỏ nhỏ chị. Mấy chị lấy cana hoặc lấy dầu gió mới chị lâu và nó ra nha. Rồi màu này em sale với chị sale rẻ luôn. Ô ô, ô ô, màu này thì thiếu dây rồi nha ơi. Có dây gì kìa? Đâu? Có dây gì kìa, lấy dây về. Lấy một phép đi. Không bị rớt ra ngoài á. Bị rớt ra ngoài không? Rồi, màu này nha. Rồi cái màu này cưng lắm, rất là cưng nha mấy chị nha. Màu này mình đi chơi á mấy chị, hoặc là dịp Tết này nè mấy chị mang á, mấy chị quẩy đến chị thăm màu à, nó trụ nó vậy luôn gì đâu luôn ha. Mấy chị đi chơi nha, chơi rồi mấy chị đi tìm được sắc như vậy thì cưng lắm nha. Rồi chị đang ôm cái màu giỏ nhỏ nhắn xinh xắn này đó, hoặc là làm quà tặng cho con gái cũng rất là đẹp nha. Rồi chốt cho em mà của nó là mã số 10, giỏ mã 10 nha mấy chị ơi, mã 10 nha mấy chị, mã 10 99k. Chị nào lấy mã 10 chắc mã 10 lên cho em là một cô gái như màu hồng. Chị nào lấy mã 10 chắc mã 10 lên đi, mã 10 99k nha, comment mã 10 giúp em. Rồi xuống mã 10 luôn, ai lấy mã 10 comment mã 10 cho em. Mã 10 siêu đẹp, đẹp mới quảng cáo nha chị ơi, chắc da mềm mà đẹp lắm, chào đẹp. Cảm ơn chị Ngọc Hồng nha, chắc mã 10 lên 99k. 99k, hàng này không có giá 99k đâu, nhưng mà em mua em sale chơi vậy thôi. Chứ thật là dầu này không có giá 99k, da mà nó da thật rất là đẹp ha. Người ta là toàn là bán 150, 140 không ạ. Em bán 99k ha. Rồi mã 10 cho bà Hồng Văn Trần nha. Anh bỏ bộ vào trong bọc ghi tên Hồng Văn Trần giúp em. 10 cho Hồng Văn Trần, mười cho con chồng ha, những cái này ghi tên, ghi tên cho chị Duyên thì bên này, cái nào là chị Duyên, Duyên, Ruby Lê, Duyên thứ hai á, không biết. Trời ơi cái ví này là bị cưng ha, mấy chị sang, sang chẳng, nói chung là sang chẳng. Nói chung là sang lắm, mấy chị đi tiệc, đi đám, đi đình được, đi chơi cũng được, và nó là dạng cái ví, nhưng mà nó có dây để mấy chị mang chéo người luôn nha. Có dây để mang chéo người luôn, rất là dễ thương. Bữa nay nhìn được cái đẹp quá trời. Vậy hả? Đó là chị hả? Đây, trong ngăn nó nè mấy chị. Còn bán chân bao nhiêu tiền đây? Còn bán chân là 99k. Đây, trong này có ngăn, có một cái ngăn khóa này nha mấy chị ơi. Có khóa luôn nè. Đó, có một ngăn khóa để mình đựng giấy tờ quan trọng ha. Rồi, màu ví này chị nào lấy chát cho em mà. Còn nó mặc ví lên nha mấy chị. Ví caro rất là sang, đẹp. Rồi chắc ví cho em, có dây để mình đeo chéo luôn. Ủa đây dễ thương quá trời, lấy trời. Cái này lấy tinh tế thì đẹp, phối đồ đẹp lắm, có mấy cái đầm caro á, mà là bình cưng. Rồi chắc ví lên cho em nha, ví trăm mốt. Ví trăm mốt nha. Ví trăm mốt cho đi. Đấy. Cái này làm cái ví được, nhưng mà nó vừa làm giỏ và làm ví được luôn em, gọi là ví. Rồi ví trăm mốt, thì nó lên ví chắc ví lên cho em. Ví trăm mốt nha, nó là cái giỏ mấy chị, nhưng mà nó nhỏ nhắn xinh xinh nên em gọi là ví ha. 51 nè, cái màu đó có giá 51 đâu mà có da đẹp lắm. Em sale, em là sale rẻ nhất thị trường luôn đó. Nhưng mà như tiền á? À, cái đó cứ ghi về đi, không cần phải ghi tiền. Rồi màu này mấy chị ở cái giỏ này, giỏ hình khối nha mấy chị, hình khối hình vuông này, hình chữ nhật chứ. Hình khối chữ nhật nha. Ủa sao mấy cái giỏ này dây nó nằm đâu ta? Hai cái giống nhau nè, một cái hồng cái đen nè. Những cái này dây nó để riêng hay sao? Rồi hai cái đó để em lấy dây nè, mấy chị dùng cái dây nó để riêng á. Lấy dây rồi bán cho chị sau nha. Rồi cái màu này để đi đám đi đình đi tiệc nè mấy chị, sang lắm. Sang chảnh cực kỳ ha mấy chị quẩy như vậy ha. Mặc đầm sau đó mình quẩy giỏ như vậy rất là sang nha, rất là lắm, rất là xinh cực kỳ. Da đằng sau như vậy, cái ngăn nhỏ nhỏ rất là xinh nha. Đó cưng không? Rồi bộ này mấy chị mà đeo chéo được luôn nha mấy chị tăng cái dây ra sau đó mình đeo chéo ha. Đây, cái dây nó nhét ở bên trong này, mấy chị tăng ra sau đó mấy chị đeo chéo cho em nha, rất là sang. Rồi bên trong này là nó có ngăn, có một cái ngăn khóa và một cái ngăn to ha. Mấy chị có thể đựng cái đồ quan trọng ở trong ngăn khóa nha. Rồi chị ơi, cái giỏ này comment luôn cho em là mã của nó là mã số 12.
mà 12 giá của nó là 160, em sale cho mấy chị giá 130 nha. Sale 130, 160 sale 130. Giờ lấy chat lên liền cho em là mã số 10, 12 hả? Mã 12, không mấy chị, mã 12. 12, 13 gì đó. Comment lên liền giúp em 12 được không chị ơi? Chị nào lấy 12 chắc 12 lên cho em cũng được nha. Comment 12 lên cho em cũng được. 12 cho VV. 12 cho VV ha. Nhét cho em. Rất là dễ thương ha. 12 cho VV nha. Cực kỳ dễ thương luôn. 12 cho VV. Xe nào khi mảnh tay mới được xe mảnh tay lên rồi em tặng quà. Nói chung là xe lên mảnh tay tặng quà tiếp nha. Lên 200 được 262 được chia sẻ. Mấy chị tiếp tục chia sẻ lên cho em đi. Xe lên khoảng 350 được chia sẻ em tặng quà tiếp nha. Lên 350 được chia sẻ tặng quà tiếp mấy chị ha. 350 được chia sẻ cho em nha, tặng quà tiếp nha. Rồi bây giờ mình siêu sang chẳng luôn mấy chị. Siêu sang chẳng nha. Đó, sang chẳng cực kỳ ha. Đó, rất là đẹp ha. Rồi chị nói cái mẫu này. Bên trong này là 3 ngăn luôn nha, mấy chị có ngăn khóa luôn nha, 3 ngăn có ngăn khóa bên trong luôn. Cái dây của nó này. Rồi chị nói cái mẫu này giá lên liền giúp em nha. Mã 30. Mã 30 giá 101 luôn mấy chị ơi. Giá 140 sale 101 nha. Dạng da lụa nó mấy chị đẹp lắm. Da mềm lắm, dạng da lụa mềm lắm. Rồi 140 luôn mấy chị, mặc mang tiện. Rồi đi đi chơi, đồ đuổi đó, dễ thương mà tiện lợi cực kỳ. Đó, 140 sale 101 luôn. Rồi chị nào ôm chát lên giúp em. Đấy. Chân tư xin chân bốn nha. Comment nhanh tay đi chứ, đẹp lắm. Mấy chị không mua dọn đi ăn Tết là mình lắm. Đến hồi lúc cần mấy chị mới chạy ra ngoài mua là mắc lắm nha. Cần mới chạy ra ngoài mua là mắc lắm luôn á. Hello thì vợ cha thì ngầm không còn nhớ chị vô sắm giò đi mấy chị. Giò da mềm mà đẹp lắm ha, rồi một cây 99k nha. 99k. 99k nha mấy chị. Có dây đeo như thế này sang chảnh cực kỳ. Có dây này dây đúc có liền vô luôn ha mấy chị. Sang chảnh nha. Rồi, màu này mấy chị gài dây vô ha. Gài dây vô rồi mình mang tới đâu mình gài tới đó nha. Mang được tới đâu thì gài tới đó của chị nha. Rồi, chị nói cái màu giò này 99k, da cực mềm luôn. Comment cho em ạ, 99 đây, rô xem một cái cho nó sốc ha. Da cực mềm, chị cho mấy chị coi da. Da mềm mà đã lắm, rất là đẹp ha. Bên trong hàng yêu hết, hàng yêu hết nha. Hàng yêu toàn bộ nha chị. Có dây khóa là xịn lắm, em bán sale luôn, sale cho hết ha. Rồi 99k màu này mới về luôn á mấy chị. Mới về á, mấy chị không phải hàng cũ nha. Hàng yêu hết, hàng mới về nha. Rồi 99k, comment mạng 99 giúp em. Nhiều mẫu đẹp lắm. Mấy chị nhanh tay ha. 99k. Ôi giọng này xinh quá không. Giọng này đẹp quá không. Giọng này mấy chị quẩy cũng được ha. Quẩy như vậy cũng được nè đó. Em nói thật sự hơi bị stain, hơi bị mô đen luôn á mấy chị đó. Nói chung là thời trang là mình không thể nào thiếu giọng được luôn á. Thật sự không thể thiếu giọng được luôn á. Giọng là chạy cho thời trang luôn mấy chị. Rất là đẹp ha. Rồi trong này là bao nhiêu ngăn? 3 ngăn luôn nha mấy chị nha, 3 ngăn. Có ngăn khóa ở giữa nữa nha, cực kỳ xịn, màu đen. Mang cái này quẩy rất là màu đen ha, cái quẩy như này, rất là màu đen ha. Quẩy về đi chơi rất là màu đen ha, quay một lần. Đây. Đó, rất là màu đen luôn ha. Rồi chị ơi, mẫu này chắc lên liền cho em là mã này là mã số 67. Mã 67. Đây, 150 sale luôn 101 nha. Mã 67 150 em sale luôn 101. Chị nào lấy 67 chát 67 lên liền cho em. Mà 67 cực kỳ đẹp nha mấy chị nha, cực kỳ đẹp. Đẹp giả mang luôn á. Mà 67 thì men nha, 67. Chị nào lấy 67 chát 67 lên. 67 cho bà VV nè. 67 cho VV. 67 cho VV ha. 67 cho VV giống như dạng của em luôn á. 67 cho kêu VV nha. Cái giò nhỏ nhắn xinh xắn này đi. Đây rất là đẹp ha. Cái giò
này da cực kỳ đẹp nha mấy chị, da đẹp cả me luôn á, thấy ha, da đẹp vô cùng luôn mấy chị nha. Đây, nó có cái dây khóa như thế này, xinh lắm, rất là xinh. Mấy chị nhìn cái giỏ cầm lên là cái chất nó đẹp, nhìn lên là cầm là cái chất nó đẹp luôn á. Đây, trong này rất là bền nha mấy chị, cái da này đúng là xinh luôn á. Trong này có dây khóa này nha, trong này có ngăn khóa rồi, chị đâu cái giỏ này comment cho em mặc nó mặc số 2 đi, mặc số 2. Mã số 2 giá là 105 nha. Mã số 2 105. Chị nào lấy số 2 giá số 2 cho em nè, số 2 105. Cái này mang đi Tết đi chơi rất là đẹp ha. Cái này mình cầm nhỏ nhỏ ấy, nhìn chị dễ thương, mình cầm giống như ví vậy chị thương lắm. Rồi cầm số 2, cầm lấy số 2 cho em nha. 105k. Da bao mềm bao da, chứ chị bao da. Bao da cho chị luôn, đẹp lắm. Rồi cầm lên số 2 cho em. Đẹp cực kỳ. Đẹp lắm lắm luôn. Rồi số 2, số 2, giá số 2 đến tiền. Số 2 nha. Mã số 2. Rồi mẫu này nha mấy chị ơi. Mẫu này rất là dễ thương nha. Nhưng mà nó bị cái khóa này mấy chị, quá trình vận chuyển đó. Cái dây chỗ này nó hơi chầy một xíu nha. Ở hai cái thông sắt này nó hơi chầy một chút nha. Em sale rẻ luôn mấy chị. Ủa này da nó mềm, nó đẹp lắm. Đó, nó bị chảy chút xíu em sale rẻ nha. Thực sự cái giỏ nó đẹp lắm luôn á. Mới mà đẹp cực kỳ ha. Ủa, quá trình vận chuyển nó làm hơi trời cái chỗ này một chút nha. Em sale luôn nha mấy chị, sale 79k. Chị nào lấy chat mà 79 lên cho em nha. Mà 79, chat mà 79 lên cho em. Mà 79 cho em nha. Comment mà 79 xách một cái thùng hoa. Đủ cái thùng luôn. Mà 79 là 79. Mà 79 giúp em. Sọc trắng 79, 79 cho Mỹ Hương nè. 79 cho Mỹ Hương, 79 ra cho Mỹ Hương nha. Còn một hộp giống giống như vậy luôn mấy chị ơi. Cái này thì là không có bị gì. Cái này thì bao đẹp luôn ha. Cái này bao đẹp luôn. Đây, rồi. Đó, bao đẹp ha mấy chị. Trong đây có ngăn khóa luôn. Vậy nó cực kỳ. Rồi cái màu bao đẹp này 99k nha mấy chị, 99k sao rẻ luôn. Sao rẻ cái đứt màu luôn nha mấy chị nha. Tại vì cái hàng giỏ này nhiều khi em cũng ít bán lẻ á. Dịp Tết thì em hay đem số lượng về cho xỉ, nó xỉ nó dặn á. Đó, cho nên em chỉ giữ lại một ít cho khách lẻ thôi. Một màu thì được một cái, hai cái gì đó thôi, không có nhiều ha. Rồi, chị đâu màu này comment 99 cho em, 99k cái giỏ này nha. Da mềm và đẹp nha mấy chị, da mềm lắm. Chị cứ sợ da cứng, cái da này mềm lắm nha. Rồi, 99k luôn, da mềm. Mà số, mấy nè, 99k mà 99 cho em. Có ba lô Hiền ơi, mà ba lô nó màu, cái màu xanh thôi. Có cái ba lô màu xanh thôi Hiền ơi. Rồi chị đâu, 99 chắc, 99 lên cho em nha. Còn bên mặt 99 lên, đẹp lắm. Bao đẹp. 99 với chị Mai nè. 99 với chị Mai. 99 với chị Mai nha. Cái này mình bán cho em. Hả? Yeah. Không, cái này hồi nãy em đang chịu hỏi, em hỏi bán được chưa nè, em lấy ra mà, lấy ra cái thôi. Có đâu, có đâu. Quay ra sau lưng. Quay ra sau lưng. À, đây. Rồi, em lên cái màu này cho mấy chị coi, màu này đã cháy hàng lắm chị ơi, màu này. Một cái màu này mà 100 cái bán cái vòng nút vàng không mấy chị, đây. 100 tái bán cho vào một nút nhạc mấy chị, rất là dễ thương luôn ha. Để cực kỳ, giá chỉ có 115 thôi ha. Mà chắc em giữ cái thì mang, chắc còn không cái thì dễ thương quá. Sang, cái này làm ví được mấy chị, vừa làm ví được, vừa làm giỏ luôn ha. Nó là giỏ mà làm ví được luôn á. Cái này là sang quá. Em nói mấy chị cầm này về mấy chị không đẹp xỉu luôn thôi á. Ghiền luôn ha, nó mềm vô cùng mấy chị ạ. Da nó mềm vô cùng, thật sự em nhìn cũng còn ghiền mà. Đó, giá là 115 thôi. Chị nào lấy chốt liền cho em đi. Không phải gì? Chị đọc mã em. Mã 115. Mã 115 là 115k mấy chị ơi. Mã 115. Dạ, 115 cho em. Mã 115 115k nha mấy chị ơi. 115 115. Comment 115 lên liền nha. Bao đẹp, bao chất. Em bao chất nha. 115 cho Mỹ Hương này. 115 cho Mỹ Hương. Chốt cho Mỹ Hương 115 nha. Mỹ Hương 115. Tuyết Lê 199 là 99 hết rồi mà đúng không? 99 ra hết rồi đúng không? 115 cho Mỹ Hương.
không? Hết. Rồi mẫu này nhóm chị ơi, mẫu này một, mẫu này 99k, vui xì 99k. Vui xì 99k, dạng, dạng của nó là dạng hình thoi, hình thoi. Đây. Cực kỳ cưng ha, đằng sau này mấy chị 99k nha, cái này bền lắm. Bền và da xịn cực kỳ, nếu mấy chị cho mấy chị coi lớp bên trong nha. Cực kỳ đừng lộ luôn á, đây nè, cho mấy chị coi bên trong nè. Đó, da của nó như thế này ha. Lớp lót bên trong cũng xịn nữa. Có nhiều ngăn ha. Rồi chị ơi, cái giò này bên trong này hơi già, ăn xịn. Cái giò này xịn và bền lắm. Mấy chị mang không biết đường nào nó mới hư luôn á. Cái này chị mua xìu nó màu vàng nha mấy chị, nhưng mà nó đang còn niêm phong bằng giấy cho nó khỏi trời gì á. Đó. Chiếc cái vui xì màu vàng nha. Đằng sau chiếc tim để thương 99k. Comment 99 cho em. 99k. Comment mà 99. 99k. Dạ vâng đúng rồi chị Bích Trung ơi, hàng F1 đó. Hàng Quảng Châu mà là hàng chuẩn F1 nha. Không phải hàng Sida đâu. Không phải hàng cũ đâu. Nó là hàng Quảng Châu F1 đó nha. Nè anh. Nhưng mà em sale mấy chị mấy hàng người ta bán 180 không à. Mấy người bán 210 á. Tại vì em xỉ em còn ít, em cứ giữ lại số lượng mà ít 1 có thể cho mấy chiếc khách lẻ bán rẻ á. Cho nên mấy chị thấy mắc rẻ rất là bán hàng cũ mà. Em nói thật cho nhiều người họ bán hàng cũ mắc hơn em bán hàng mới luôn á. Nhiều người bán hàng cũ mắc hơn bán hàng mới luôn. Thật cái này em nói thật á. Rồi đây nha, mẫu này em cực cưng luôn. Cực kỳ đẹp ha. Rồi chị nào ưng mẫu này, ưng mẫu này comment nhanh tay giúp em nè. Dễ thương lắm. Trong này có hàng, có dây khóa rồi nha mấy chị ơi. Có cả ngăn khóa rồi nha. Có cả ngăn khóa. Rồi chị nào ưng cái mẫu này nè. Đó, dễ thương chưa? Cực đẹp. Xinh chưa? Quá cưng luôn mấy chị ơi. Phải đóng một tù rồi nó quá cưng. Rồi chị nào ưng cái giọng màu nâu này comment lên liền cho em. Màu nâu giá của nó 101 mấy chị ha. Giá của nó 101 người ta bán màu này 170 nha. Đó em bán 101 thôi ha. 170 bán 101. Không lời, thật sự không lời luôn mấy chị. Bán cho mấy chị có thóc còn nhất xịn nữa. Rồi 101 nha mấy chị nha. 101 thôi. Nói chung là chị nào nhận giỏ nha em về là mê. Mê liền, mê mệt liền. Tại vì nó đẹp, chất đẹp lắm. Mà lâu lâu em mới có một đợt vậy thôi. Tại vì em lấy số lượng nhiều chứ không lấy số lượng ít. Lấy số lượng nhiều thôi nha. Rồi em bỏ qua một lần rồi thôi à. Rồi nâu cho chị Hằng Trần nè. 101 nè. Nâu cho Hằng Trần 101 nè. Nâu cho Hằng Trần 101 nè. Nâu cho Hằng Trần 101. Nâu cho chị Hằng Trần 101 nha. Lên caro này dễ thương lắm. Caro dễ phối đồ nha chị. Caro rất là dễ phối đồ ha. Rồi. Chắc xui. Xui quá à. Xui quá cưng là chị không nổi rồi. Đây. Trời ơi, chung quá cưng luôn mấy chị ơi. Là mấy chị không chắc nhanh là em chốt nha. Chị không chốt nhanh là họ chốt. Lợi đi ra rồi bán luôn rồi đó. Chị thấy không chưa? Chị nào không chốt nhanh họ chốt nha. Một này 120 đó mấy chị ơi. Vừa rẻ vừa đẹp ha. 120 nha. Quá rẻ luôn á. Mình sẽ bán 200 mấy. Đây, hai ngăn hai bên. Hai mặt hai bên. Mấy chị mang mặt nào ra cũng được hết. Giống như là mấy chị mang làm thành hai cái giỏ vậy đó. Rất là đẹp. Hai ngăn. Cho xem túi bên trong đi em. Đây túi bên trong đây. Nó hai ngăn nha, hai ngăn hai bên. Hai ngăn phân ra làm hai bên luôn. Rồi 120. Chị nào ơn chốt cái mặt caro cho em. 1 phút 30 giây chốt caro. Caro cho chị à. Caro cho Như Nguyên 805 nè. Caro cho Như Nguyên 805. Đây, caro của Như Nguyên nè. Hết, thằng gì còn. Thấy, chị đang không comment chậm một chút xíu rồi. Em cũng khoái muốn chết cái này mà không có cái này. Rồi, caro cho chị Như Nguyên nha. Quá đẹp luôn. Caro cho Như Nguyên. Quá chất. Rất là chất luôn. Rất là đẹp ha. Em nó cắt luôn. Cái gì luôn quá à, tiếc quá à. Bao tu luôn á. Dễ có đồ lắm. Rồi mẫu này. Trời ơi, chất này hơi bị đẹp nha mấy chị ơi. Kiểu của nó là kiểu truyền thống nha. Kiểu truyền thống đẹp nhà mang luôn á. Rồi mẫu này nha mấy chị 101. Có 101 phải hả? Đẹp mà đẹp hả? 101 nha mấy chị nha. Chị nào ơn chốt màu đỏ cho em. Anh nhớ nhét báo mình đẹp nha. Hai ngăn nha mấy chị, có hai ngăn và có một ngăn nhỏ nhỏ bên trong này nữa ha.
Rồi chị nữa, cái giỏ này chút mà đỏ cho em nha. Hành Trần comment lên trong một chút xíu em ơi. Lên trước là anh chốt liền nha. Mà đỏ, chị đã lấy đỏ, chốt mà đỏ cho em nha. Cầm vũ thì cầm dây cái chốt lên đi, em thấy em chốt cho nhá nha. Cầm dây. Đỏ cho chị Lương Nguyên. Đỏ trăm mốt cho chị Lương Nguyên nè. Đỏ cho chị Lương Nguyên đôi 734 nè. Đỏ trăm mốt cho Lương Nguyên, anh bỏ cho chị Lương. Đỏ trăm mốt cho chị Lương Nguyên nha. Rồi cái đỏ này luôn nha mấy chị. Mấy chị mua giò nghe mà rẻ nhất thế giới thật sự luôn á. Em nói thật luôn, mấy chị mua về mấy chị đi giò giả hả? Em bán coi 100 cho mai rẻ và mang luôn á. Người ta còn bán 200 mấy, 170, 180. Rồi chị ơi, cái giò này comment cho em số 2 đi. Đỏ bao nhiêu, đỏ bao nhiêu, đỏ 101 đúng không? Đỏ là 101, hỏi đỏ em đang cầm là số mạng số 2. Đỏ em đang cầm là mạng số 2 giá 105. Đỏ đang cầm là mạng số 2 giá 105 nha. Có 2 ngang luôn. Giá 105 mấy chị ơi, 105k nha. Hàng Quảng Châu mấy chị, không phải hàng Việt Nam đâu. Giò Quảng Châu hết nha mấy chị, không phải hàng Việt Nam nha. Hàng Quảng Châu toàn bộ nha. 2 ngang thế này nha. Toàn bộ là hàng Quảng Châu nha. Rồi, chị nói cái đỏ này comment mạng số 2 cho em. Mạng số 2, chốt số 2 cho em đi. Nói thật sự mấy chị có mua giỏ thêm là tiếc có thẩm luôn. Tại hàng Quảng Châu mà rất là rẻ ha. Thật sự là mấy chị ra ngoài hỏi hàng Quảng Châu là người ta lấy xỉ. Bán xỉ không cho mấy chị ít nhất là 140 đến 150 một cái giỏ. Đó là mấy chị lấy xỉ số lượng nhiều nha. Xỉ số lượng nhiều á. Rồi, comment liền cho em mạng số 2 105. Mạng số 2 105. Cái này cũng cưng lắm nè. Cái này cũng bao nhiêu luôn á. Đây, cái này mấy chị sát cũng cưng ha. Sát cũng cưng mà nó mềm lắm. Da nó mềm và mang luôn, rất là nhiều ngăn. Cái này mấy chị để điện thoại rồi để tiền luôn tung á, vô tư ha. Một ngăn nha. Một ngăn, hai ngăn. Hai ngăn nha. Cái này nó giống như cái ba lô nhỏ vậy, rất là dễ thương. Hai ngăn, ba ngăn, bốn ngăn mấy chị ơi, cái dọn tất cả là bốn ngăn nha, có bốn ngăn tất cả, rồi có dây nha mấy chị đeo luôn, rồi này dữ quá em ơi, bao cung luôn, rồi nhìn dọn hiền lắm chứ bộ, tết này ấm rồi không bị thiếu dọ ha, tết này ấm rồi đi chơi ấm rồi, rồi chị nói cái dọn này comment liền cho em này, mẫu này nha, 101 nha, 101. Chị nói mẫu này chắc cho em là mã của nó là mã số 69. Mã 69 101 nha mấy chị. Comment mã số 9 giúp em. Trời ơi, dễ thương quá. Mã 69 101. Chắc 69 lên cho em nha mấy chị. Mã 69 lên liền cho em. Thật sự nó đẹp. Đẹp lắm. Đẹp vô cùng ha. Đẹp vô cùng luôn. Mã 69 cho em. Anh đang nhét 69 của mình em. Mã 69 101. Nhét nhét của mình em nha. Chốt mà 69 giùm em nha. Ủa? Mà 69 là nhiều anh. Mà 69 101. 69 101 cho đi đi nha. 69 101 cho VV. Mẫu này 99k mấy chị nha. Một cái giỏ màu hồng 99k. Chị nào lấy chát lên liền cho em mã hồng. Mã hồng 99k. Da siêu đẹp. Mã hồng kia chị 99k mấy chị, có một cái giỏ này mà đi chơi ha. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi mã hồng, chát mã hồng lên cho em. Mã hồng 99k nha chị ơi. Mẫu này 160, 180 xeo 99k luôn, vừa rẻ vừa đẹp ha. Đó, dễ thương chưa, có ngăn bên trong, có ngăn khóa nhỏ luôn nha. Rồi chát lên cho em luôn mã hồng nhắm chị, mã hồng, mã hồng ơi đẹp dễ thương. Comment mã hồng giúp em nha. Mã hồng áo len chị đang mặc bán không chị? Bán rồi gái ơi, áo len đang mặc bán mất tiêu rồi, còn đâu. Chị nói lấy hồng, chát hồng lên cho em nha. Mã hồng 277 lượt chia sẻ. Mấy chị chia sẻ mảnh tay tiếp cho em nha mấy chị ơi. Xem mảnh tay giúp cho em nha. Áo len em đã mặc hết rồi nha.
chị nào đang xem em live stream thì chia sẻ live stream lên giúp em, những chị share live stream lên ha, xem bàn tay lên nha. Ủa mỗi em còn cái đen này nhiều hơn chưa, còn cái đen rất là đẹp không các chị, chị cho chân luôn, đen rất là đẹp vào chân ha, gác bàn tay lên cho em những chị, chốt bàn tay lên nha. Đó, chia sẻ lên những chị ơi, hôm nay được chia sẻ mình sự quá kém luôn đó, mình thuộc chia sẻ hôm nay quá kém luôn. Rồi đây là cái giỏ hai ngăn nha chị ha, hai ngăn và màu đen nha. Chị đã lấy một ngày màu này giá của nó là 105 nha mấy chị nha, 105 ha, giỏ Quảng Châu. Nó thật sự so với năm ngoái á mấy chị, so với năm ngoái hôm nay, năm ngoái là em không còn tại vì em đang bán còn nhỏ á, em lấy qua tay em bán nhỏ đó là đang không được giá tốt như đợt này là tập tốt luôn ha, giá bán gì giống như thấp hơn giá xỉ nữa. Cái giỏ này hồi năm ngoái thì bán ít nhất là phải là 150 năm chị ha, 150 một chiếc nha. Năm nay lấy tận gốc. Đó, cái mẫu như thế này, chất liệu như thế này mà bán chỉ có 105 thôi. Đó là mấy chị thấy không? Mua hàng nghe là sự rất là lợi luôn á, lấy tận gốc là nó khác liền ha. Giá này cũng rất là nhiều luôn. Rồi, chị đã không chốt liền cho em mã đen nha, 105k mã đen. Chắc mã đen lên cho em 105k. Nhanh. Thấy không? Wow, cái này còn một chiếc nè. Mà cái này cái sọc bu xì của nó màu xanh đấy chị ha, sang chảnh cực kỳ, thực sự cầm cái này nó sang lắm. Cái sọc bu xì của nó màu xanh nha, cái hồi này là màu cam, cái này màu xanh và cái viền nó màu nâu ha, rất là sang chảnh luôn mà da nó mềm, nó xịn cực kỳ. Rồi chế nào ưng cái màu này chắc là liền cho em nha, comment liền cho em, không lấy màu này là tiếc lắm. Đây màu này còn cái xanh, comment cho em liền tay này, màu này nhiêu ta 120 không? Đen là cái kia bao nhiêu tiền? Cái đen 105. Đen cho Hương Hồ 228 này, 175 này. Cái bu xì này 170 thì em sale bao nhiêu á? 170 thì em sale bao nhiêu á? 120. Sale không bao nhiêu. Đó, ngay tay em luôn đó. 115. Cái gì vậy? Cái tay em gì vậy? Có 115 mới hả? Ừ. Sale gì này vậy? Ừ, em mà. Sale có 115 mà. Ừ, em vậy mà. Trời ơi, lộ tay tôi luôn. 115 mấy chị ơi, 170 mà sale có 115 luôn, thực sự sale lột đây tua ha. Rồi chị đơn cái hưu xì này chát lên cho em nè, chát lên cho em mà chỉnh đi. 115 nha, này chế nào chốt được chốt lên liền nè, chốt lên liền cho em nè. Mà số 9 nè. Mà số 9. Đây sale có 115, 170 á mấy chị. Nhiều lúc sale không nhớ giá sale luôn á. Sale có 115 luôn á, thật sự sale lột luôn mấy chị ơi, sale lột luôn ha. Đó, sao lộ luôn như em chưa có cái này đúng không? Cái gì cưng muốn giữ đi. Cưng quá. Rồi, chị nào chốt không thì chốt lên nhanh nha. Cái thảo giữ luôn ha, cái này là sự giữ luôn á. Cái này giữ, nghe cưng lắm ha. 115 mà, trời ơi là rẻ luôn, xeo banh nắp luôn, có 115k. Thật sự cho rẻ luôn ha. Sao không còn giá luôn á. Mã số 9 với chị Hiền Dinh nè. Em này em theo nha chị ơi, em theo nha. Một em theo rất là dễ thương như thế này ha. Ngăn khóa bên trong luôn. Chỉ là thích theo comment theo giúp em nha. Ngăn khóa bên trong như thế này nha. Mà theo, chị là biết theo chút mà theo cho em. Mà theo giá 101. Mà theo giá 101 nha. Chỉ là biết theo chút mà theo cho em. Theo 101. Đây một cái giỏ theo ha. 101. Theo 101. Comment theo á mấy chị ơi, theo 101 nha, nhắc theo lên cho em nha. Bạn theo. Má theo 101 cho mấy chị ơi, má theo nha, má theo 101 nha. Theo 101, theo 101. Chị nào lấy theo comment bạn theo cho em. Theo, chào bác theo. Gần hết giỏ rồi mấy chị ơi, mấy chị xem bằng tay để mua đồ nha, mua đồ giá siêu nha. Rồi, có chế nào thích cái giỏ hình như thế này không? Nhìn nó lạ, nó dễ thương ha, 99k.
Nhìn nó là làm mà nó cưng cưng nha. Đó, hôm nay em sale cho 9k. Màu này giá của nó 180 mấy chị. Được 2 dây luôn nha mấy chị. Nhìn cái dây là thấy xịn rồi ha. Nhìn cái dây của nó là thấy xịn rồi. Nó nhiều màu nha mấy chị ơi. Nó có nhiều màu. 2 dây như thế này luôn nha. Một cái dây bằng nhỏ và một cái dây đeo bằng lớn nha mấy chị. Rất là xịn luôn. Sale cho 9k cho đứt màu ha. Màu này ngay từ đây mấy chị có thể treo. Mấy chị treo mấy cái hình mấy con thú á, cho nó sang mà nó dễ thương ha. 99k. Comment liền mà 99 cho em kèm màu. 99 đỏ, 99 xanh nha mấy chị. 99 có đỏ, có xanh. Đỏ, xanh. Ờ, đen, đen nữa. Đen ha, đen. Đỏ, đen. Đỏ, đen, nhưng không có xanh, nó có đỏ, đen. Có ba màu không màu đen. Xanh luôn mấy chị, đỏ, đen, xanh nha. Đỏ, đen, xanh, 99k. Chị nào không chốt liền cho em hai sợi dây rất là đẹp ha. Ba lô không có mấy chị ơi, ba lô không có. Đây ba màu nha chị nha, ba màu dây là gồm hai dây đeo như thế này nha. Rồi chị nào lấy 99 chát 99 cái màu cho em, cái này da xịn lắm, chị nào nhận cái giò này sẽ rất là thích nha. Nhận cái giò này sẽ rất là thích, nó rất là độc. Nó độc, nó nhìn nó rất là độc hoa độc quyền, nó nhìn rất là cưng. Nó chị mang nhìn sẽ rất là sang á. Anh ơi đi khoảng 200 tấm đi dùm em ha. Còn có tấm đi dùm em ha. Khoảng 200 sang. 99 xanh à. 99 xanh đây. Mấy đồ nhất đi thôi. 99 đỏ, 99 xanh và 99 đen. Đỏ xanh đen. Xanh. Xanh. Chốt đi. Xanh trai. Chốt đi. Nó mà chốt. Chốt đi. Bị cái chữ nó che mà. Đỏ cho Bích Dung. Ủa. Xanh cho chị Lan Phong. Hello chị Thương Huyền Nguyễn. Xanh 99 xanh cho chị Lan Phong này, 99 đỏ cho Trúc Hằng nuôi 9876 này, Trúc Hằng cho em xin thêm địa chỉ nha. Không chị Thương Huyền Nguyễn ơi, đang bị mụn viên, không có, chị bôi cũng được nhưng mà chị né cái vùng bị mấy cái nốt mụn ra ha. Đỏ cho chị đen cho chị xanh cho chị này, chốt nha. Đỏ đen xanh 3 chiếc ạ. 99k. Chị ơi, chị Thương Huyền Nguyễn đang bị mụn viêm á, chị muốn bôi thì cũng được nhưng mà chị né cái vùng mụn ra nha. Tại vì lâu lâu chị mới nổi một cái đúng không? Lâu lâu mới chị nổi cái thì né ra. Cái túi chế đeo hình đại diện còn không? Xanh hết rồi, đỏ hết luôn, còn màu đen thôi. À cái túi đó hả? Chế Trúc Hằng nuôi 9876 trên phía xem địa chỉ nha. Cái túi đó hết rồi chị ơi. Rồi cái túi đen thì nha mấy chế. Cái đen này rất là dịu thương ha. Tên đen rất là cưng, có một ngăn khóa thì nha mấy chị. Có một ngăn khóa 105. Túi 105k. Tên đen đen 105k nha. Chị nào lấy túi đen 105k. Da xùm đẹp lắm. Còn mấy chị mà đen. Nó bình đó hả? Okay. Mà đen nha mấy chị ơi, mà đen. Mà đem 105, cầm lên mà đem cho em. Mà đem 105k. Đem cho Vũ Thị Cẩm Giang nè. Đem cho Vũ Thị Cẩm Giang. Em đấy, em nói anh nhé. Cái đỏ em còn. Anh nói em nhé. Dạ. Anh đọc mãi kiểu đó là anh chút được rồi nhé em. Cái kia cũng mãi đem kìa. Cái này là 99 đen. Cái đó là mãi đen luôn. Đó được. Là mãi 99 đen. Cái 99 đỏ này em còn cái. Hình như còn 2 cái nữa. 99 đỏ. 99 đỏ em còn một cái này. Chị Bích Dung là 99 đỏ cho em xin thêm địa chỉ nè. Đem 100 cho Vũ Thị Cẩm Giang nè. Đem 100. Để sao đem 100, 105 mà. Đem 105 hả? 105 với 100 đâu. Chị Mai thua cái 100 á. 105 mà. 105. 105. 105k. Ở còn màu này rồi nè. Màu này tương ngon quá chị. 99 màu gì nhờ? Màu gì? Màu nâu hả? Bò. Màu bò. 99 bò. Chị nào lấy 99 bò, mình 99 bò cho em. 99 đỏ chị Diều này lấy. Chị Diều này lấy chưa có địa chỉ cho em địa chỉ nha. Mấy chị nào lấy Trúc Hằng có địa chỉ rồi. Chị gì đó, chị gì thứ hai á. Bích Dung. Bích Dung. Bích Dung cho em địa chỉ Bích Dung nha. Rồi nó có hai dây đeo luôn á mấy chị. 99k màu bồ.
comment cho chín bồ kia, chín bồ á, da đẹp lắm, đặt một mấy chị mê dọn nha em hỏi hoài cho coi, nhưng mà không có, lâu lâu mới về lần thôi, cũng đợt sale mới về đấy ha. Rồi comment cho chín bồ cho em nè, chị chín bồ hàng mới tinh nha mấy chị, còn niêm phong ha. Rồi chín bồ đây bò luôn. Rồi chị cái màu da này đi em, chị Lan Phong á, đủ cái xanh, đủ xanh lấy da. Ủa cái đen này cho chị về da hả? Chị được cầm da, làm gì được ngoài. Vụ chị cầm da cái đen này. Cái đen 105 cho vụ cầm da. Nhá. Lấy cái to nhé để cho nó đã. Này màu bồ. Màu bồ. Lấy cái to nhé cho nó đã. Nhét vào đây. Nhét vừa. Thì chín màu. Ủa cái chín chín màu bồ thì nhung tốt thì sao không tốt? Ai? Kỹ coi. À, mấy hai người chú xong. Hai người chú xong mà máy này của em mấy chủ chưa lên luôn nè. Tức là bây giờ cái màu ngoài này là đổ cho chị Lan Phong đúng không? Thì đổ đổ cũng đổ thôi. Chị Lan Phong thích màu xanh thì xả ra. Màu xanh cái đó cho người khác. Ừ. Thì thường không có đổ đi đó. Rồi màu này nha mấy chị ơi. Rồi cho chị Lan Phong có màu bò này. Rồi đó, có tình đủ đúng không? Vậy là đủ cho Lan Phong có màu bò nha. Nên là chị Lan Phong tí là có đủ rồi nha chị Lan Phong. Rồi màu này, chị Lan Phong có màu này. Chốt cho em luôn là mặt của nó là mặt số 65. Chốt mặt 65 như thế. Mặt 65 da siêu đẹp. Có cái dây hai bên này đi nha. Chốt 65 như thế. Mà 65. Mà 65 là mà 65. 65 nha mấy chị ơi, giá 120. Chị lấy 65 giá 65 kìa. 65 da bao mềm bao đẹp ha. Chị Mai Trang lấy cái vàng cũng cầm hả? Ờ cái vàng cũng cầm giá 120. Ok là lần 1 cho em chú chị nha. Ok là lần 1 cho em. Đấy cái vàng đang cầm. Ok là lần đầu tiên nha. Em chốt cho. Giá cho hai nha. Còn 25 là cái gì rồi? Đây, 65 đây. 65 Mai Trang. Chờ đang chờ chị Mai Trang ok. Ok, Mai Trang ok, chúc Mai Trang đi. Ok em kìa. Rồi cái này cái ví nha mấy chị. Cái này cái giỏ á, mấy chị cái giỏ đi ở bên hông không chị làm ví được nha. Nó nhỏ nhắn xinh xắn, nó vàng của nó là vàng ví, giỏ ví á mấy chị. Mang rất là xịn nha, trong này có nhiều ngăn á. Trong này có hai ngăn. Trong này có hai ngăn luôn, mấy chị được nhiều đồ nha. Nè nó nhỏ nhắn xinh xinh như cái ví rồi nha mấy chị nha. Đó, mấy chị làm ví được ha, sang chẳng lắm. Có cái chị gì đó. Da rất là mềm ha. Chị Mỹ Trung. Chị Mỹ Trung không biết có lấy cái gì không? Ít Dung mới cho địa chỉ đúng không? Không, chưa cho địa chỉ luôn, em không biết sai cái này với cái này nè. Đó, Ít Dung chưa có đỏ. Còn vàng kia chú cho. Vàng thì mang trang cho hai. Cái này, cái giỏ này mấy chị có hai dây video nha. Cái này có hai dây đeo nha mấy chị, có hai dây đeo á, vừa làm ví được mà vừa làm giỏ đeo ok cũng được, rất là xinh. Mấy chị đeo kéo cũng được nha, có tới hai dây nha mấy chị nha, hai dây. Một này 120 nha mấy chị, một này 120. Chị nên cái màu này da mềm mà mấy chị nhìn thấy bóp nè, nhìn thấy bóp cái giỏ này. Nó mềm dạng mang luôn á, rất là mềm ha. Đó, rất là sang nữa. Chị nào lấy cái giỏ này chát nhanh cho em nè. Thật sự nó rất là xinh ha mấy chị ơi, chỉ có 120 thôi. Chị nào ôm chát lên liền cho em mà của nó là mà đen nha, chát mà đen cho em cũng 120 thôi. Mà đen nha mấy chị. Mềm cực kỳ mà đen vô cùng mấy chị. Đây mà đen cho em.
chắc mà đẹp lên, thật sự đẹp lắm. Mà đẹp nha mấy chế, mà đẹp, làm vĩ nha, làm vĩ, làm giỏ đó, dễ thương luôn. Một người đa năng ha, thương lắm ha nha. Rồi cầm đen mà đẹp cho em, mà đẹp, mà đẹp. Cầm đen đẹp ha, nhỏ nhắn xinh xắn 1.2, mà đẹp. Nhỏ nhắn xinh xắn 1.2 nha. Phút mà đẹp cho em, mà đẹp 1.2, mà đẹp 1.2 nha. Mà đẹp, mà đẹp. Mà đẹp 1.2. Hello chị Hà Lu nghe. Rồi, cái giỏ đeo điện thoại nha mấy chị ơi. Một cái ví đeo điện thoại nè. Ví đeo điện thoại rất là xinh ha. Đây, ví 1.1 nha mấy chị. Ví đeo điện thoại nè. Cực kỳ cưng luôn. Sale luôn nha. Sale luôn 99k đi. Sale luôn 99k luôn. Ví đeo điện thoại nha. Chắc chốt cái tết mang đi chơi chị luôn. Đây, tết mang đi chơi cưng hay là cưng luôn. 99k luôn, xe bánh nắp. Ví đeo điện thoại. Ví điện thoại nha mấy chị, ví điện thoại nha. Rồi, chị nào lấy chốt cho em liền 99k luôn, 120 99k luôn. Đang nhít của như vậy nha mấy chị. Ví điện thoại rất là cưng ha. Rồi chị nào lấy chốt liền cho em 99k nha. Gài lại nhóm chị rất là dễ thương nha. Còn niêm phong không chị? Còn niêm phong. Bao đẹp ha. Bao đẹp luôn. Cái ví này em mấy chị mua không là giá của nó, là giá của nó là rất là cao ha. 99k cho Hàm Trần nè. 99 cho chị Hiền Dinh nè. Hết ha. Hiền Dinh với Hàm Trần nè. 99k cho Hàm Trần. 99k cho Hiền Dinh hết. Hàm Trần với Hiền Dinh ha. Hàng chờ mình đi. Yeah. Hàng chờ mình đi. Anh đi. Rồi tiếp nha, tiếp nha. Còn ít là mấy chị ơi, số lượng còn ít thôi, không còn nhiều đâu. Số lượng còn ít nha. Rồi cái màu này cưng lắm nha, màu này có hai màu ha. Màu này có hai màu mấy chị ơi, 99k luôn. Có hai màu đen với màu hồng hay sao? Màu hồng bán hả? Màu hồng bán chưa? Màu hồng với màu đen 99k nha mấy chị. Cái dây này mấy chị tăng giảm người ta đi làm được nha mấy chị thương. Làm được luôn. 99k hồng, 99k đen. Hồng với đen chị. Chốt tay thì dính với Hồng Trần hả? Dạ. Rồi, hồng với đen cho em nha. Hồng với đen 99k. Đi làm đẹp nha mấy chị. Có nhiều ngăn nha, trong có tới 2 ngăn luôn. Chị nào ưng hồng chốt hồng, chị nào ưng đen chốt đen cho em. 99k hồng, 99k đen. 99k hồng và 99k đen nha mấy chị. 99k. Máy vô. Chỉ có 99k thôi. Một cái giỏ công sở cực đẹp. Cực đẹp. Rất là modern. Xịn vô cùng luôn. Cầm lên nhanh tay nha mấy chị ơi. Máy vô. Đây, hai cái này. Gần hết rồi. Bao lô này chị nào hỏi bao lô này cực đẹp nha. Bao lô cực đẹp. Su lai đầm không chị, hết thời gian lai đầm rồi Su ơi, để ngày mai chị lai đầm cho mai lên đầm. Ủa. 99k đen cho bà Hàm Trần. Có giỏ tròn không chờ ý túi được điện thoại. Bây giờ mới cầm túi được điện thoại. Cái điện thoại bán hết rồi. 99k đen nha Hàm Trần nha. Chị Hiền Dinh chưa được 99k đen. Còn 99k hồng Hiền Dinh lấy không? Rồi 99k hồng Hiền Dinh lấy hồng không? Lấy hồng cầm lên hồng kia nha. Rồi ba lô nha chị. Ba lô hơi bị nhiều ngăn nha. Ba lô này dễ thương lắm. Bên trong có ngăn khóa nha chị. Có ngăn khóa luôn. Đây có nhiều ngăn nha. Rất là dễ thương. Ba lô này bị xinh ha. Ba lô có ánh kim luôn nha, rất là đẹp. Đằng sau có ngăn khóa nhỏ luôn nha. Ba lô này xịn lắm nha, ba lô này 1.2 nha mấy chị. Ba lô 1.2 xịn lắm. Sale luôn nha. Sale luôn giá 105.
sale luôn giá 105. Chế nào lấy chốt mà ba lô lên cho em, sale luôn giá 105 nha. 105, comment mà ba lô lên cho em. Ba lô, ba lô, có một chiếc duy nhất trong lô. Một chiếc duy nhất trong lô, comment mà ba lô lên cho em. Ba lô không chị hát chắc ba lô. Ba lô, ba lô, comment ba lô nha, cũng ba lô nha. 105, 105. Comment ba lô lên cho em 105. Ba lô 105 cho chị Lan Phong. Ba lô 105 cho chị Lan Phong. Ba lô 105 cho Lan Phong. Ồ, cái dòng này hơi xa nha mấy chị ha. Màu này là màu đỏ mộng nha mấy chị. Đỏ mộng thời gian của rượu đúng không nha. Đỏ rượu, đỏ rượu không mấy chị. Đỏ rượu hồng rượu gì đó. Đỏ rượu ha. Da mềm lắm. Mềm cực kỳ. Bên trong có cái khóa là nha mấy chị nha. Rồi chị nói cái giỏ này comment lên cho em liền. Comment nhanh giúp em. Mạng này là mạng số 3. Chát số 3 cho em. Mạng số 3 99k. Chị nói số 3 comment số 3 lên cho em. Số 3 99k. Số 3 99k chị ha. Chị nói số 3 comment số 3 lên cho em. Số 3 99k. Số 3 99k. Chị nói số 3 comment số 3 lên. Số 3 99k nha. Comment nhanh tay số 3 lên nha. 99k. Đây số 3 99k. Số 3. Số 3 lên chị. Sắp hết chị ơi. Còn ít cái thôi. Còn ít cái giỏ thôi mấy chị ơi. Chị đâu mẫu nào comment lên nhanh tay. Không hết chị nha. Sắp hết rồi. Còn vài cái thôi. Còn cái mẫu này nha. Chào em. Mai em gửi shipper luôn nha chị nha. Nhất chiều mang cái video mang shipper ra cho chị nha. Chị Lan Phong ơi. Cái này mấy chị cái này mấy chị sắp đi đám cưới được luôn mấy chị nha. Chị kiểu đám cưới thật luôn. Nhỏ nhắn xinh xắn để điện thoại để đồ cưng lắm cho mấy chị. Cưng lắm lắm luôn á. Đây 99k. 99k comment mà xám giùm em. Mà xám 99k. Chị nói lấy xám chắc mà xám lên liền cho em nha. Thôi sale 95k luôn. Sale 95k luôn. Chị nói lấy chắc mà xám lên giùm em 95k. Mã số 3 là cái gì? Mã số 3 là cái giỏ trên kia thì là 99k. Mã số 3 99k cho chị Hoàng Hôn Tiến. Cái này sắm bạc nha mấy chị. Màu này màu bạc chứ màu xám màu bạc. Rồi comment lên cho em đi mấy chị ơi. Sắm bạc thì cũng được hết đó. Sắm bạc thì cũng được nha. 95k. 95k sắm bạc. 95k sắm bạc. Sắm bạc 95k này của Hoàng Hôn Tiến này. Mã số 3 này. 95k. Dạ. Cho đi anh. Nói cho em một biết. Cho em ngồi gói giỏ. Em ngồi bán giỏ nói đi. Không đi. Không đi. Không thì em để ngoài em đi. Khách cuộc cuộn nó vào. Để em đi tên. Rồi một ngày ha. Một ngày tất cả. Để người khác cả. Chán chị Hà Hoàng Hôn Tím luôn này. Chị Hoàng Hôn Tím là chốt hai mã đúng không chị ơi? Chị Hoàng Hôn Tím mà lấy vừa mã. Vừa mã số 3 màu đỏ với cả mã xám luôn đúng không chị? Ok, lên lại giùm em nha chị Hoàng Hôn Tím. Chị lấy hai chiếc luôn là ok, lại lần lượt giùm em nha. Rồi chị nào lấy búp bê này, comment búp bê cho em nha. 100 búp bê. Dạ, cái 695. Cái đầu 99. Rồi chị nói lấy búp bê, comment búp bê cho em nha. Cái búp bê này giá của nó là 89k. Búp bê 89k da mềm với chị, da mềm ha. Hàng Quảng Châu nhấm chị nha. Quảng Châu nha, da mềm Quảng Châu. Rồi chị nào lấy comment liền cho em nhấm chị ơi. 89k nha, cái giỏ 89k. Comment mà 89 giùm em này. Búp bê 89k này. Búp bê 89k ha. Comment búp bê 89k giùm em. Búp bê 89k. Búp bê 89k đi. Búp bê 89k. Búp bê 89k. Các búp bê 89k thì mềm nha. Còn ít là sale cho hết nha mấy chị ơi. Chị nào thích giỏ cứ gọi là. Nhưng còn một ít thôi em sẽ sale rẻ cho nó hết nha. Em chỉ còn
tầm vài chiếc thôi. Em sale rẻ cho nó hết luôn nha mấy chị. Cho nên chị nào ồ lại thì lời lắm. Giá cực rẻ luôn. Là rẻ rồi còn rẻ hơn nữa nha. Tại vì còn vài cái thôi em sale cho nó hết mẫu luôn nha mấy chị ơi. Để đánh hàng mới về ha. Cái này có ngăn khóa nhỏ nha. Cực kỳ xịn. Ngăn khóa nhỏ cái giọt này mấy chị tin em lấy về. Thật sự da nó đã lắm. Mềm lắm ha. Mềm mà đẹp lắm. Mềm mà đẹp cực kỳ. Đó. Cầm rất là gọn trên tay và dễ thương cực kỳ ha. Cái mùa lễ này mà mình sắm vài chiếc, mỗi người dụ 2-3 chiếc mà mang như nó thật á. Dụ 2-3 chiếc mà mang, mỗi người 2-3 chiếc mà mang. Rẻ mà nó sang, nó mô đen lắm. Nó theo thời thượng đó mấy chị. Nó mô đen mà đẹp lắm. Rồi chị nói cái hộp này chát vàng lên cho em đi. Chát mã vàng. Mã vàng siêu 99k luôn. Chị nói vàng, comment vàng cho em nha. Mã vàng là 150 đó mấy chị ơi. Tại da này nó khác hẳn những cái da khác. Da này nó mềm mà nó đẹp lắm. Có 150 đó, siêu 99k luôn. Cầm men mặt vàng, men nha, mặt vàng. Mặt vàng, không biết chị ơi, mặt vàng. Chắc mặt vàng lên ha. Mặt vàng lên cho em. Vàng không chị ok. Vàng nha mấy chị ơi, chắc vàng lên nào. Rồi, có chị nào lấy vàng bằng 99k xuống vàng nha. Không lấy vàng, xuống vàng nha. Còn cái cái thôi, em xem cái hết mẫu nha. Xem rẻ luôn. Đó, da đẹp của ma luôn. Vàng, vàng cho Mỹ Hương. Vàng tốt thì Mỹ Hương. 99k đúng không? Dạ đúng rồi, vàng xeo với 99k. Tại vì nó còn ít á. Em xem cái đất mẫu nha. Còn có vài chiếc thôi. Còn có vài chiếc thôi ha. Xeo cho mẫu nha. Kìa, anh biết đó. Vàng cho chị Mỹ Hương, vàng cho chị Hoàng Hôn Tím. Lấy vàng ha. Cái này mấy chị đi tiệc được nha mấy chị. Quẩy đi tiệc được ha, xa lắm. Mẫu này xa lắm. Long la long lắm ha. Long la long lắm rất là đẹp. Rồi mẫu này nè mấy chị ơi. Mẫu này 160 nè mấy chị ơi. 160 sale luôn nha. Sale luôn 105. Sale với giá chỉ có 105 thôi. Chị nào nhanh tay chụp luôn nha mấy chị ơi. Nhanh tay chụp luôn nha. Đó. Trong này nó còn có ngăn khóa nè. Xịn lắm. Cho chị đổi mã đỏ ba lấy vàng nha. Ok chị Hoàng Hôn Tím nha. Đỏ ba là cái gì nhỉ? À trời ơi, đỏ ba quá đẹp luôn. Rồi. Chị nói ok cái đen này chát cho em lên liền nè. Mã đen đi. Cầm men mã đen sóng sánh 105. Mã đen 105 sóng sánh luôn. Đi tiệm đẹp cực. Màu men thọc hứa là 160 nha mấy chị nha. Màu men hứa là 160 nha. Đang bán 160. Còn một chiếc duy nhất. Sale luôn là chiếc duy nhất còn ra. Mày nha nhẹ tay thằng Hoa đó nha. Rồi còn chiếc nào. Cái gì? Mông. Cái gì? Một đèn không có điêu nè. Em không có điêu luôn nha mấy chị. Ủa giống nhau hả? Đen. Đen. Lấy. Nào. Đây 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 đây. Chốt đen cho em đi. Đen ha. Đen hai cái đúng không? Đen một cái mà xả của bà. Xà của chị Vương Vương Vinh ra ha. Không cho chị rồi. Xà của Vương Vương Vinh ra 105. Xà của Vương Vương Vinh ra chốt cho người khác luôn đi. Có nghĩa là phải thành hai cái chốt cho hai người. Nghe chốt người trong một người thôi. Xà của chị Vương Vinh rồi. Đen đen hai cái em chốt cho chị Hiền Duy một cái nè. Chị Hiền một cái nè. Hết đen. Chốt cho hai người. Bà kia bà. Người xìa nó xà nó. Rồi tiếp nha mấy chị. Còn vài chiếc thôi ha. Móc ra thì rồi. Cái này bóc ra cho khách xem mà. Cái này của em này. Bóc cho khách xem mà cũng to nữa. Ây da, còn vài chiếc thôi. Siêu cho hết rồi ốp nha. Chị ơi, cái này siêu đẹp luôn. Siêu đẹp nha mấy chế, siêu đẹp nha. Chị nào ôm cái này, chát lên nhanh cho em nè. Em sale luôn đi ha. Còn một chiếc duy nhất thôi. Màu này không điêu luôn mấy chị. Màu này bán 150 nè. Rồi, sale luôn cho mấy chị ha. 99k luôn, sale hết. Còn một chiếc duy nhất, không có cái chiếc thứ hai. Cho nên chị nào hôm trước mà mình mua giá cao hơn thì đừng có kiểu em nha. Tại vì em còn rớt lại một chiếc thôi. Cho nên em sale rẻ ha. 99k, sale rẻ luôn nha. Thì nào đọc trước mua đừng có kiểm em nha. Nó bị dơ lâu. À, cái này nó bị dơ một góc mấy chị lấy dùng cho mấy chị lâu dùng em ha. Cái này này.
Đây, vô một chút này mấy chị lấy dầu gió mấy chị lau giùm em nha, xem 9K. Rồi chị nào chốt chốt cho em luôn nha mấy chị ơi, chốt mà 99 luôn đi. Mà 99 99 9K. Mà 99 99 9K. Mà 99 99 9K nha. Cái gì mà nhiều không? Dạ. Cái gì vậy? Xám hả? Chị như nó xám là cái gì ta? Chị như nó xám là cái gì ta? Là cái chi chi này hình như chi chi thì ok rồi em cái đó xanh đó người xanh đó của em chi chi thì chị hiền dân những cái hiền dân đẹp nha đánh luôn chi chi thì chị hiền dân này. Rồi chị nào ưng cái giỏ em đang mang nha, nhìn rất là màu đen nha. Nào ưng giỏ đang mang comment nhanh cho em mã số 4. Mã số 4 120 luôn chị nha. Có 120 thôi. Chị nào lấy số 4 chắc số 4 lên cho em nè. Mã số 4 120 nhé. Comment mã số 4 cho em nha. Mã số 4. Đây, số 4. Em hết rồi chị quay Trang Thi ơi. Em còn đầm men cánh dây cỡ lò. Đầm men cánh dây cỡ lò là bộ gì ta? Em còn mấy cái đầm men á, em không biết cái phải một chế cái da cái chế không. Rồi mà số 4.2, chị nói số 4.4 cho em. Mà số 4 cực kỳ cưng luôn. 4.2. Đây, chúng ta chỉ hiện cho em quay nha. Thấy rồi đó. À, còn cái giọt cuối cùng. Đây, cực kỳ cưng. Chị nếu mẫu này dắt nhanh cho em, comment nhanh lên cho em siêu luôn này. Còn mẫu này, còn một mẫu này nha, siêu chứ chín luôn. Còn một chiếc này duy nhất. Mẫu này còn một chiếc duy nhất. Không còn chiếc thứ hai. Số 4. Số 4 cho Vivi. Số 4 cho Vivi ha. Rồi mẫu này còn một chiếc duy nhất nha. Chị nếu mẫu này 99K luôn, comment cho em mã của nó là mã số 77 nha. Mã 77 nha mấy chị ơi. 77 99K luôn. Chị nhớ 77 chắc 77 lên cho em luôn. Còn cái kêu không thì này, hỏi đi hỏi. Chị nào hỏi? Chị Tổng Giang. Tổng Giang hả? 77 cho chế Văn Trần, năm 21. 77 cho Văn Trần ha. 77 cho Văn Trần 99K. 77 cho Văn Trần 99K. Cái caro hả? Em giữ là em mang. Caro em tính giữ là em mang nè. Cái caro này hả chế? Anh đưa cái giọt caro cho em luôn. Cho chỉ chọn 1 trong 2. Thấy không ạ? Thật sự lớn. Được cái con sắp ra. Bảo bán nhưng mà không có con sắp. Đây. Cái này bán một con sóc nha mấy chị. Cái này em tính để mang em mới gài con sóc vô nè. Chị nào thích caro em nhường 1 trong 2 nha. Chọn 1 trong 2 giùm em một cái giỏ hay là cái ví đó. Đó, còn chế nào chậm tay là em chốt cả hai luôn á. Fan cùng caro mấy chị. Là fan cùng caro ha. Đây, hai món. Món này là 101 nha mấy chị. Món này 103 nha. Cái giỏ này 103 trong này có nhiều ngăn, đồ lớn có nhiều ngăn. Có ngăn khóa bên trong và một ngăn không có khóa ở cạnh bên và ngăn to ở giữa nha. Đây, cái này mới chị về tự gài ha. Tự gài, báo rồi đi cho ba. Cái này cho mốt. Đó mới chị tự chọn cho em comment mà bằng với giá tiền nha. Comment mà bằng với giá tiền cho em 101 103. 101 103 giúp em. 101 103 ha. Đó chị nào lấy mẫu nào, comment nhanh mẫu đó lên giúp em 101 103 nha. 101 103. Rồi, muốn nghe chị nào thích cái caro nào comment nhanh tay nha. Mô
là mua đi sự dương ha, dương bỏ đồ nó phồng lên đẹp lắm, nhét cái báo cho nó phồng lên, nhét cái báo nhét bọc cho nó phồng lên ha. Rồi xuống nha, chị nó lấy màu nào chắc là đó lên cho em. 101, 101, 103. Con sóc là mấy chị của em nha, mấy chị con sóc của em á, mấy chị bán không có con sóc đâu nha. 130 của Vũ Thị Cẩm Giang nè. 130 của Vũ Thị Cẩm Giang, 101 của em Thị Cẩm Thảo. 101 chốt luôn nè. Chốt. Thế em ăn cái gì ba? Em đi nghỉ không được rồi, không biết tại mình nhét hết được bao nhiêu được rồi. Nhét thôi em trong màu đồ to hả? Hay quá ha. 101 có chế nào lấy không? Bán luôn. 101 chế cho lấy đứt hạt đi. Đó có 2 cái. Rồi màu 99 này mấy chị ơi, 99k còn mấy chiếc em sale nốt nha. Chị nào mà lấy mấy chiếc nào còn mấy chiếc đó luôn. Còn có mấy chiếc thôi. 99k 99k nha mấy chế, 99k nha. Còn mấy chiếc thôi. Đây là màu em dơ bằng màu lên. Cái vỏ hộp nha. Cái vỏ hộp như thế này nha mấy chị ơi. Nó còn màu xanh, màu đen và màu đỏ. Xanh đen đỏ nha, đẹp gài dây vô cho nó đẹp. Đỏ đô nha, đỏ đô. Xanh đen đỏ ha. 99k. Còn 3 chiếc, 1 chiếc 1 màu. 1 chiếc 1 màu nha. Còn 3 chiếc thôi, 1 chiếc 1 màu. Đẹp dây khó rồi. Cái hình đẹp luôn á. Đây. Chị đẹp lắm á chị. Chị đẹp lắm nha. Rồi, chị nào thích cái màu này comment liền cho em ạ. À. 99 cái màu đi. Có đen, xanh và đỏ nha. Đen, xanh và đỏ. Đen, xanh và đỏ nha mấy chị nha. Đó, mang cái này cho chị. Mang cái này ha. Mô đen luôn á. Mô đen lắm mấy chị ơi, chị mô đen ha. Rồi chị nấu ông comment lên cho em liền 99 cái màu nha. 99 cái màu. Đây, thấy xinh chưa? Đó, chị thấy chưa? Mô đen cực cười ha. Mô đen cực cười. Cái dây của nó này, cái dây không lắng tiền rồi ha. Dây không lắng tiền rồi. Rồi 99 cái màu cho em, 99k da bao sình ha mấy chị, da bao sình luôn mềm lắm. Rồi xanh đen đỏ 99k siêu cho rất đúng mẫu nha, siêu vết mẫu. Mỗi màu chỉ còn một chiếc thôi. Đây là xanh. 99 xanh. Cái giỏ này có 2 dây luôn, chị nào không thích mang bằng lớn thì mình mang bằng nhỏ nha. Không thích mang dây lớn thì mình mang dây nhỏ cho em. 99 đỏ, 99 xanh và 99 đen. Màu đen luôn, 99 đen. 99k thôi. Xanh đỏ đen. Cái nào cũng có 2 dây hết mấy chị. Giỏ nào cũng có 2 dây. Mà của nó là màu 99 kem màu cho em. 99 kem màu. 99 đen cho chị Nguyễn Nhung Bảo Lộc. 99 đen cho Nguyễn Nhung Bảo Lộc. 99 đỏ đô. 99 đỏ đô cho Ba Ghe Trang Thi. Ba Ghe Trang Thi đỏ đô. Ba Ghe Trang Thi đỏ đô. Ghi tên là anh. Tên là hỏi sau đi. Tên là người nói sao đỏ đô cho cái gì Trang Thi đó, cho cái Trang Thi ha. Ba ghe Trang Thi cũng cho khi nãy chị đô cho chị nhé. Chị nào chị cho Thư Thảo không biết cái có luôn nè, cái chị là 130 đó, cái đó là chốt cho chị là Cẩm Giang rồi mà. Chỉ là khi nào có nữa thì cho chị một cái. Cái này bao đẹp nha mấy chị. Cái này em đang xem 99k cho mấy chị luôn. Cái này bao đẹp ha. Chị nào mà bỏ qua cái dầu này tiếc lắm. Hồi này chị có chế bỏ qua cái dầu này nó chốt xong bằng đồ là nó chung là tiếc lắm đó. Thật luôn, này đẹp lắm. Cái nào đẹp thì nó đẹp ha. Rồi chị nào cái này comment cho em 99k này, comment cho em mã số 8 đi. Mã số 8 99k. Chốt mã 8 giúp em. Dán mềm cực kỳ nha mấy chị ha. Sang chẳng tôi khỏi nói rồi. Chị Thảo chốt mà mang này, chị Thảo ơi, cái này đẹp lắm, Thảo ơi, mang đám cưới luôn nè. Cái này chị Thảo mang sang lắm nha. Sang được kỳ luôn á. Rồi chốt nhanh kia nha. Đây, mà đỏ. Em bao chất luôn.
mềm lắm, nhìn em bóp nè. Ồ, chị thích chua, da bao mềm nha. 99k. Xanh, 99 xanh ở đấy đâu ạ? 99 xanh nè, 99 xanh ghế nè. 99 xanh chứ chị Tiến Duyên. Đọc, 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 sót cái dây này hả? 99 xanh cho chị Hiền Duyên luôn ha. Rồi, cái 99 chết mẹ, cái này mình đọc mã gì? Này đọc mã gì? Này mình đọc mã đang cầm đi. Mã đang cầm nha mấy chị. Quay mất mã nhiêu rồi, trời ơi, nó cũng lại trùng. Mã đang cầm cho em 99k. Đang cầm 99k nha. Chị nói lấy đang cầm, comment đang cầm cho em 99k. Đang cầm 99k. Chốt mà đang cầm. Chính gì hết rồi. Đang cầm, đang cầm. Ghé thấy chỗ đen rồi. Giỏ đen 99k luôn, 99k luôn, comment cho em mã số 6. Cái đen này 99k luôn, comment số 6 cho em. Hàng này toàn hàng trăm sáu không mấy chị ơi. Thật luôn, hứa nha. Phải nói điên luôn, hàng Bảo Châu F1 á. Còn hàng trăm sáu, trăm tám mà sale gì có 99 hết rồi. Rớt màu sale có 99k thôi hả. Chị nói ông thì comment lên. Tối nay là mình số hưởng luôn á mấy chị. Tối nay là chị nào đang coi livestream là số hưởng luôn á. Đây, đó. Rồi thích cái nào chát cái đó lên cho em nha. Chát lên tay cho em nha. Tụ 1 chị ba, ba nghe em đang đi tụ 1. Ok, cảm ơn chị yêu. Thích tụ, ok. Ngọc Hồng. Ủa, đào đô này lấy hết rồi đúng không? Mà đang cầm chị Ngô Lan. Mà cầm rất là Ngô Lan ha. Mà đang cầm Ngô Lan. Thực sự Ngô Lan là cái đề về Ngô Lan thì rất là thích luôn Ngô Lan. Ngô Lan cho số điện thoại rồi, cho địa chỉ nữa thôi. Ngô Lan cái địa chỉ nha, thật sự Ngô Lan nhận cái đây về Ngô Lan sẽ rất là thích. Tại vì nó đẹp lắm. Cái giá em này là 160-170 á. Em sale cho Trinh á. Em này em bán lồ nha, em hứa nha. Bán lồ chứ có lồ, em có lồ thật sự, lồ thật sự luôn á. Em lồ thật sự lắm chị. Rồi, cho chị chị gì nhờ, chị Ngô Lan, Ngô Lan kem thì chị liền nha Ngô Lan. Nhắn thì chị liền giúp em ha. Ngô Lan à. Có địa chỉ là có hàng. Cứ có địa chỉ là mấy chị được mua hàng à. Có địa chỉ là có hàng nha. Hết rồi mấy chị ơi. Đây còn mấy chiếc ha, sale luôn nha. Sale cái mặt theo đi. Sale mặt theo ha. Chị nào lấy theo ha. Chị nào lấy theo nè. Comment theo giúp em ha. Theo. Có màu đen. Cái màu đen chị đang đeo. Thanh Tâm lấy cái màu đen chị đeo hả? Cái đen chị đeo là 99k luôn cho Thanh Tâm ha. Ủa Thanh Tâm này cái cũ mới à? Thanh Tâm ơi, cái đen chị đeo đang siêu 99k siêu lộn nha, hứa nha. Thật sự mấy chị đừng có kêu em siêu lộn quá thì lấy cái gì mà. Má đang cầm là cái gì vậy? Cái đang cầm đó, cái đang cầm á. Đúng cái đang cầm luôn. Thật sự, mấy chị hỏi em siêu lộn cái gì ăn mà thật sự em siêu lộn không nha. Tại vì nó còn rớt màu quá, em siêu hết màu. Chứ em ăn số lượng nhiều lộn rồi ha. Món này là nó rất hậu và em xem cái này ha. Rồi, chị nào ưu cái đang đeo này. Comment cho em mà của nó là mà đi nào. Thanh Tâm bà khách mới cũ không biết bà khách mới cũ sao chốt bà. Chốt bà Thanh Tâm bây giờ nè. Thanh Tâm 314 nhỉ. Nghe cái cũ với sao. Thanh Tâm 314 ạ, ok là khách cũ. Vậy là bà Hoàng Tâm chưa được nha bà Hoàng Tâm. Bà Hoàng Tâm chưa được đâu nha. Chúc cho Thanh Tâm rồi, Hoàng Tâm ơi. Chúc cho chị Hoàng Tâm. Ông quên Thanh Tâm, chúc cho Thanh Tâm. Hả? 99. Chị Thanh Trà đòi chốt cái trăm mút của em. Giấu. Giấu cái. Thế nào lấy trăm mút, còn mày trăm mút lên nha. Giấu của em có mua bán không? Tâm. Chị Chanh Trà lấy cái trăm mút cái đô của em hả? Chị ra nó mới bán của em kìa. Cái giỏ này nhím chị ơi. À, Thanh Tâm ơi, Thanh Tâm lấy cái này không? Cái kia chốt cho bà. Cho bà. Ông có chốt cho Thanh Tâm rồi, chị Thanh Tâm lấy cái này không? Thanh Tâm nói rồi, hu hu này màng bị lắc em không chốt được cái nào hả vậy hả?
Để Hồng Tâm lấy cái này đi, chị xem chị chín không nè. Cái này đi Hồng Tâm. Cái này nó đẹp đẹp, cho bà nó đẹp đẹp tí. Hết rồi. Rồi, Tâm đi nhanh đi, anh đang coi cái đỏ kia nha. Cái đỏ. Theo nha chị nói, theo comment theo cho em, theo hoa mấy chị ơi, theo chị chín ca nha. Nè Thanh Tâm ơi, thích cái đỏ này không Thanh Tâm? Cái đỏ này giống như cái đen luôn nhưng mà nó màu đỏ nha. Y chang cái đen luôn nhưng mà màu đỏ. Nè, cái đỏ thì chắc liền đối chế là mã số 65 nha. Mã 65 y chang cái đen này luôn nhưng mà nó màu đỏ ha. Màu đỏ thì trông dễ thương nè. Comment liền mã 95. Mà gì nhá? 65. 65 mã 65. Mã 65 chỉ 9k luôn. Thích thì cầm lên nhanh tay lên liền nha. Nó y chang cái mà đen chín chín lúc này luôn á. Nhưng mà nó là màu đỏ nha. Còn có mấy chiếc thôi. Còn có vài chiếc thôi mấy chiếc ơi. Xeo cho hết nha. Rồi cái đen này chế độ ông chín chín ca luôn. Xeo lộ hết đó chứ nha. Hàng F1 không có giá này thật sự. Hàng F1 trong lô không có giá nào đâu. Lô em bé thấp nhất là cũng phải trăm mấy luôn mấy chị nha. Lấy trăm mấy một chiếc á. Nha mấy chị. Chứ không có giá gì đâu. Nhưng mà còn có vài chiếc em sale cho nó hết mẫu á. Rồi, cái theo này luôn mấy chị. Cái theo này có ngang khá luôn ha. Chứ nào là cái theo này, cầm lấy cái theo luôn. Còn vài chiếc thôi, chị đã ôm chiếc nào để chiếc đó nha. Chị 9k hết. Còn vài chiếc thôi, sale chị 9k hết nha. Đây, theo này, rồi đen này. Rồi đỏ này. Đỏ nhé, đỏ. Đây. Đây. Đẹp cực kỳ luôn. Mày thích pin lấy cái 101k đi. Mày hết pin lấy 101k đi. Phải cái caro của em không? Phải. Chế ơn cái caro của em hả? Lột ra, đưa lên có phải, họ chế phải không? Theo cho hàng tâm. Theo cho hàng tâm. Theo cho hàng tâm nè. Lấy cái theo ra, còn cái đen với cái đỏ. Theo cho hàng tâm. Còn cái đen với cái đỏ nha, xin chính cái hết. Máy bên máy của chị chân trái bên kìa. Anh đưa cái caro ra cho em coi phải đó không? Dạ ok caro. Ok nhưng chị đang thông nha. Cái gì mai em nói cho shipper vậy nha. Chân trái phải này không? Phải ok giùm em nha. Phải không chế? Phải ok giùm em nha. Cái caro cho bút của em. Chế đã thì tầm nó. Không có hẳn chế đã nhắm được nhắm nó. Phải ok giùm em ha. Chuẩn bị gửi cho chế thì tầm. Phải ok giùm em nha. Hàng tiếng rồi. Con mèo mai mít hàng tiếng rồi. Tập bỏ mít đi. Rồi. Hết. Còn mấy chiếc là ngừng nha. Ngừng nha mấy chiếc ơi. Rồi mình ngừng nha. Rồi chiếc chiếc ca đỏ nè. Chiếc chiếc ca đen nè. Rồi chiếc chiếc ca hồng. Chiếc chiếc ca hồng luôn. Tập đi chưa? Phải đó. Rồi xong chế là nhắm tay em ấy. Và em ấy sẽ được gửi đi về. Để cho chế chân trà thành công thế. Rồi em này có ngân khóa cái trăm luôn mấy chị ơi, màu hồng nha, màu hồng. Chị 9k hết mấy chị ơi. Chị đâu cái nào comment cái đó cho em đi. Đừng có ghim cái màu buồn màu xanh sao á. Rồi còn 3 chiếc, chị nào là chiếc nào comment cái đó cho em nha. Để móc like mấy chị ơi. Chị lấy caro với nó không caro hết rồi. Caro em chốt thì chanh trà hết mất tiêu rồi. Mà bữa còn nợ cái váy xin chưa giao nữa á. Cái váy xin. Cái váy xin rồi ok chị nhớ rồi. Anh Giang nhớ rồi. Không, chắc vậy. Chắc vậy hả? Rồi. Rồi chị nào lấy chiếc nào comment nhanh cho móc nha. Chị nào lấy chiếc nào comment nhanh thảo óc nha mấy chị ơi. 99k mà đẹp dã man. 99k mà đẹp nhà mang con ngang luôn. Em off nha mấy chị ơi. Off nha. Chị nào lấy cái nào comment cái đó cho em. Chụp bằng hình lại cho em đi. Em off đây. Em off đây. Bye bye mấy chị nha. Chúc mấy chị ngủ ngon nha mấy chị.